Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1226, gặp lại Hàn Đường Chủ 2. Lạc Thất Thất cười khổ nói. Nếu là hắn có mặt ở đây thì chúng ta còn tới nơi này làm gì a? Hẳn là Hoàng Thất sẽ có linh thú, bảo hắn tùy tiện dắt một chút tới, há không đơn giản hay sao? Ngọc Phi Nhi gật đầu. Nếu nói tới linh thú, đương nhiên là thú đường nhiều nhất, cao cấp nhất. Thế nhưng linh thú phi hành, Hoàng Thất của Huyễn Vũ Đế Quốc cũng có không ít. Lúc trước đám người Hồng Sư cưỡi phi chu của Hoàng Thất rời đi a. Nếu Diệp Tiền ở đây, nhờ vào thân phận thái tử của hắn có thể tùy tiện mượn một đầu linh thú lợi hại, không cần bọn hắn phải tới đây tìm. Ở đây có nhiều người như vậy, muốn tìm một đầu linh thú thích hợp, thực sự quá phiền phức. Được rồi, mượn linh thú từ đế quốc, thủ tục quá phức tạp phiền phức. Còn cần trả nhân tình lại cho người ta, không bằng trực tiếp thể hiện rõ thân phận, đi tìm đường chủ thú đường đi. Lạc Thất Thất nói, dựa theo lẽ thường, dùng loại thân phận này của Ngọc Phi Nhi, coi như Diệp Tiền vắng mặt, tùy tiện mượn Diệp Vấn Thiên vài đầu linh thú thì cũng cực kỳ dễ dàng. Nhưng nàng thân là công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc, thân kiêm danh sư, một khi mở miệng, nhất định sẽ nợ nhân tình người ta. Còn không bằng trực tiếp thuê linh thú từ thú đường cho trực tiếp hơn. Thuê từ thú đường, người khác phải xếp hàng chờ đợi mà danh sư thì không cần, đây là đặc quyền. Huống chi các nàng đều đạt đến cấp bậc ngũ tinh, hoàn toàn có thể tìm đường chủ hoặc là người chủ trì để tìm một thuần thú sư và linh thú tốt hơn một chút. Đi qua đi. Nói xong, không còn xoắn suýt nữa mà đi về phía trước mấy bước, đột nhiên Lạc Thất Thất nhớ tới cái gì đó, nàng ngừng lại, nhìn về phía thanh niên đang ở cách đó không xa. Trương sư, người là thuần thú sư, ở nơi này có người quen của người không? Lần đầu tiên ta tới nơi này, nào có người quen gì chứ? Trương Huyền lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn ngay cả Huyễn Vũ Đế Đô cũng là lần đầu tiên đến, sau khi tới đây cũng không đi đâu, đi nơi nào tìm người quen biết hắn cơ chứ? Cũng đúng a. Nhớ tới Trương sư còn tới muộn hơn các nàng, xem như cũng không có khả năng quen biết thuần thú sư ở nơi này. Được rồi. Cảm khái một tiếng, Lạc Thất Thất nhìn quanh một vòng. Đang muốn tìm người hỏi thăm xem phải đi tới đâu mới có thể tìm được quản sự thì đã nghe thấy một đạo thanh âm tràn ngập vẻ kinh ngạc vang lên. Trương sư, làm sao ngươi lại ở đây? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một vị lão giả tràn ngập hưng phấn đang đi tới. Hàn đường chủ. Hai mắt Trương Huyền rơi vào trên người lão giả này, khẽ sửng sốt một chút. Không là người nào khác mà là đường chủ thú đường Vạn Quốc Thành mà lúc trước hắn thu phục yêu thần thú gặp phải, Hàn Sung. Làm sao hắn ta lại ở đây? Nhờ được Trương sư trị liệu cho nên lúc này ta mới vượt qua La Minh trong quá trình cạnh tranh, có được cơ hội Huyễn Vũ Đế Quốc bồi dưỡng. Hàn Sung rất là vui vẻ nói. Trước kia hắn đã từng bị ám thương, chuyên tâm muốn thuần phục yêu thần thú, vượt qua đối phương. Về sau gặp được Trương Huyền, không nói tới việc người này cứu hắn mà còn hỗ trợ chữa khỏi ám thương, một lần hành động giúp hắn đột phá, lúc này mới có cơ hội tiến vào thú đường cấp bậc cao hơn. Học tập tri thức thuần thú cao thâm hơn. Có thể nói, Trương Huyền là ân nhân của hắn. Không có Trương sư thì sẽ không có hắn ngày hôm nay. Vốn cho rằng mình sẽ khó có thể nhìn thấy vị siêu cấp thiên tài này, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Vẫn là do thực lực của chính ngươi mạnh mẽ, ta chỉ thuận tay làm chút chuyện mà thôi. Nghe thấy hắn giải thích xong, giờ Trương Huyền mới hiểu được. Lúc trước quả thực hắn đã nghe đối phương nói qua. Nếu như không phải là vì lần cơ hội này thì cũng không có khả năng vì thu phục yêu thần thú mà lại tốn thời gian tròn 3 năm. Trương sư khách khí rồi. Hai người hàn huyên vài câu, lúc này Hàn Sung mới hỏi. Lần này Trương sư tới đây là muốn khảo hạch thuần thú sư ngũ tinh, hay là... À, chúng ta định đi tới Hồng Viễn Đế Quốc, muốn mượn một đầu linh thú có cước lực tốt, tốc độ nhanh. Trương Huyền cười cười. Không biết Hàn đường chủ có thể giúp đỡ tìm một đầu được không? Chuyện này thì đơn giản, ta sẽ mang các ngươi đi thú khu. Nghe được là chuyện nhỏ này, Hàn Sung vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn là người từ phân bộ Vạn Quốc Thành tới, thế nhưng thân đã từng là đường chủ, địa vị cũng không thấp. Cho nên chỉ là hỗ trợ tìm một đầu linh thú mà thôi, cũng không tính là gì. Vậy thì đa tạ Hàn đường chủ. Trương Huyền cười nói. Trương sư không cần khách khí, mặt khác, đừng có gọi ta là đường chủ, ở đây. Ta chỉ là một thuần thú sư tứ tinh bình thường mà thôi. Gọi ta một tiếng Hàn thú sư là đủ rồi. Hàn Sung lắc đầu. Hắn ở trong phân bộ Vạn Quốc Thành là đường chủ,
Ở đây, thuần thú sư có cấp bậc cao hơn so với hắn còn nhiều, rất nhiều. Hắn chỉ có thể coi như là kẻ bình thường, địa vị hơi cao một chút mà thôi. Lại gọi một tiếng, đường chủ, như vậy cũng đã đi quá giới hạn. Được. Trương Huyền gật đầu, theo sát ở phía sau, đi tới linh thú khu chuyên môn để linh thú của thú đường. Thấy hắn vừa mới nói không có quen biết với người khác thì lại vừa nói vừa cười rời khỏi với một vị thuần thú sư tứ tinh, Ngọc Phi Nhi và Lạc Thất Thất nhìn nhau, mí mắt đồng thời xoay loạn. Như vậy mà ngươi còn nói là không có người quen. Gạt quỷ sao? Vì sao vị trương sư này có đôi khi bọn họ cảm thấy nghĩa bạc vân thiên, thế nhưng lại có lúc không đáng tin cậy như thế chứ? Chương 1227, người biết thú ngữ. 1. Thú khu của thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc được xây dựng ở trong một cánh rừng lớn, có vô số linh thú sinh hoạt ở trong đó, khoan thai nhẹ nhõm. Có rất nhiều đầu thậm chí còn là thiên địch, dưới thuần thú sư thuần phục, bọn chúng cũng có thể ở chung cùng một chỗ, không xảy ra mâu thuẫn. Hồng Viễn Đế Quốc cách nơi này hơn 100 vạn cây số, không biết các ngươi định chạy tới đó trong bao nhiêu ngày. Trong lúc đi về phía trước, Hàn Sung ở bên cạnh lại hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể trong vòng 20 ngày gì đó. Trương Huyền tính toán một chút rồi nói. Đám người Hồng Sư đã đi được 9 ngày, hơn nữa lại còn cưỡi phi chu của Hoàng Thất Huyễn Vũ Đế Quốc. Nếu muốn đuổi kịp thì chỉ có thể làm cho hành trình một tháng rút ngắn đến 20 ngày. Vượt qua khoảng cách 100 vạn cây số, coi như linh thú một ngày có thể phi hành được 20 vạn, 30 vạn cây số thì cũng không phải 10 ngày là đã có thể tới nơi được. Giữa đường còn cần nghỉ ngơi, điều chỉnh. 20 ngày. Hàn Sung ngừng lại, nhíu mày. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đi tới Hồng Viễn Đế Quốc, chỉ sợ ít nhất phải là linh thú hóa phàm thất, bát trọng mới có thể làm được. Linh thú chủng loại khác biệt, tốc độ cũng không giống, có một chút linh thú có tốc độ của hóa phàm thất trọng. Cũng có bát trọng thậm chí cửu trọng. Thế nhưng cũng có chút linh thú, thực lực mạnh, tốc độ thì lại chậm hơn không ít. Chỉ là, mặc kệ là loại nào, muốn 20 ngày chạy tới Hồng Viễn Đế Quốc, không có tu vi hóa phàm thất, bát trọng là chuyện không thể nào làm được. Trương Huyền gật đầu. Hắn là thuần thú sư, lý giải rất nhiều về linh thú, cho nên cũng có thể suy tính ra được thời gian. Loại linh thú cấp bậc này, chỉ có thuần thú sư ngũ tinh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thì mới có thể thuần phục được. Như vậy, ta mang các ngươi đi trưởng lão viện nhìn một chút. Hàn Sung nhíu mày. Nếu là linh thú hóa phàm tứ trọng, ngũ trọng, bằng vào mặt mũi của hắn có thể tùy tiện đi mượn. Thế nhưng thất trọng, bát trọng, coi như thuần thú sư ngũ tinh cũng rất khó thuần phục. Hơn nữa số lượng không nhiều, chỉ sợ chỉ có thể nhờ trưởng lão viện thú đường giúp đỡ mà thôi. Trưởng lão viện, có quá phiền phức hay không? Trương Huyền nhìn qua phía hắn. Phiền phức thì cũng không đến nỗi, lão sư ta chính là một vị thuần thú sư ngũ tinh đỉnh phong. Nếu như cho để cho người biết, người trẻ tuổi như vậy đã là thuần thú sư tứ tinh, hơn nữa còn là một vị y đạo đại tông sư, nhất định sẽ rất là cao hứng. Hàn Sung mỉm cười. Trong lúc bốn người nói chuyện đã đi vòng qua một mảnh núi rừng, đi tới một cái đình viện không lớn. Đình viện được làm từ cây cối, bùn đất dựng lên mà thành, thoạt nhìn rất là mộc mạc. Không có xa hoa như những kiến trúc ở bên ngoài. Đẩy cửa đi vào, trong cái sân rộng rãi có bầy đầy đủ loại lồng, bên trong mỗi một cái lồng đều giam giữ một loại động vật không giống nhau. Có linh thú cũng có man thú, lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít chừng 7-80 đầu. Những thứ này, nhìn thấy những chiếc lồng này, Trương Huyền vô cùng kỳ quái. Nơi này hẳn là chỗ ở của vị lão sư trong miệng của Hàn Sung, cấp bậc của đám động vật trong lồng đều không cao. Thậm chí còn có không ít đầu lại là man thú cảnh giới từ tông sư trở xuống. Loại động vật này, một ngón tay đã có thể búng chết, đường đường là thuần thú sư ngũ tinh đỉnh phong, cường giả hóa phàm bát trọng, nuôi dưỡng những vật này là muốn làm gì cơ chứ? À, lão sư ta đang. Hàn Sung biết hắn nghi hoặc cái gì, đang muốn giải thích thì đã nghe thấy cửa phòng trước mắt kéo kẹt rồi mở ra, một vị lão giả thần thái sáng láng đi ra. Lão giả này có râu bạc trắng tóc trắng. Trong tay cầm một quyển sách, dường như không nhìn thấy mọi người mà vừa đi vừa nói thầm, không biết đang nói cái gì. Nương theo tiếng nói thầm càng nhiều, trên mặt càng ngày càng hưng phấn, dường như đã tìm được chân lý gì đó, hưng phấn tới mức hai mắt tỏa ánh sáng. Lão sư! Hàn Sung đi lên phía trước. Đừng quấy rầy ta, chờ ta làm xong rồi lại nói. Không thèm nhìn lấy đối phương một cái, lão giả khoát tay áo, cầm sách đi tới gần một chiếc lồng. Bên trong cái lồng này có 7-8 đầu linh thú lông đỏ cấp bậc chí tôn.
Loại hamster này kích thước không lớn, thế nhưng năng lực đào đất lại cực mạnh, có ít người chuyên môn nuôi nhốt, dùng để đào tầng hầm, xây dựng các địa cung. Đương nhiên, vị lão giả này nhốt nó ở trong lồng hẳn không phải là có mục đích này. Lão sư thường như vậy, một khi rơi vào nghiên cứu thì cái gì cũng sẽ không quan tâm. Thấy lão sư không để ý tới mình, Hàn Sung cười khổ rồi nói một tiếng với ba người. Không sao cả. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Mặc dù rất gấp gáp đi tới Hồng Viễn Đế Quốc, thế nhưng hắn cũng không vội vã chờ đợi ở đây một lúc. Lão giả này tay cầm thư tịch, lại thu thập nhiều chiếc lồng như vậy, coi như là hắn cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Không để ý tới mọi người đang ở chung quanh nhìn vào, lão giả liên tục lật mấy trang ở trong sách, rốt cuộc cũng đã tìm được cái gì đó mà hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chừng chừng vài đầu hamster lông đỏ trong lồng, hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt, rồi hô lên một tiếng. Baruo luộc lạc mật tiên. Nương theo thanh âm vang lên, vài đầu hamster lông đỏ giống như là nghe thấy lời nói cực kỳ chán ghét, hai con mắt đồng thời trừng lớn, há hốc miệng nôn ra. Ói ra, không đúng. Lão giả gãi gãi đầu, lại liên tục lật vài tờ. Có lẽ là phương thức phát âm của ta không đúng, thử lại một lần nữa. Baruo luộc lạc mật tiên. Hô hô hô. Vài đầu hamster lông đỏ, hai mắt đảo một vòng, thân thể nằm trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy, trong mắt trắng bệch, còn có hai đầu muốn chạy trốn, kết quả lại đụng đầu vào bên trên lồng giam rồi lập tức ngất đi. Cái này, mọi người đồng thời trợn trừng mắt. Ngay cả hai mắt Trương Huyền cũng xoay loạn. Vừa này lão giả này nói ra lời gì buồn nôn như vậy, khiến cho đám hamster lông đỏ sợ đến mức như vậy chứ. Tình nguyện đụng vào vách lồng ngất tại chỗ chứ không tình nguyện còn tỉnh táo. Đây là, thú ngữ. Nhớ tới cái gì đó, Lạc Thất Thất nhìn về phía Hàn Sung. Chương 1228, người biết thú ngữ. 2. Mặc dù không phải là thuần thú sư, thế nhưng thân là danh sư nàng cũng biết đến rất nhiều thứ. Chuyện thượng cổ thú ngữ cũng đã từng nghe qua một chút. Nghe nói là Khổng Sư tự mình biên soạn, chỉ là niên đại quá xa xưa cho nên đã bị mất, cho dù có người biết thì cũng chỉ nắm giữ ở trong tay một số ít người, không truyền ra ngoài. Chẳng lẽ, vị lão sư này của Hàn Sung đã học tập, đang tiến hành thử nghiệm hay sao? Chỉ là, thí nghiệm thú ngữ cũng không tính là gì. Thế nhưng rốt cuộc hắn đã nói ra thứ gì mà khiến cho đầu hamster lông đỏ nôn thành như vậy chứ? Lão sư đang học tập thú ngữ, hơn nữa cũng đã có hiệu quả nhất định. Hàn Sung gật gật đầu. Hiệu quả. Trương Huyền và hai nữ tử nói không nên lời. Nói cho động vật nôn, là hiệu quả. Ta còn có thể đánh cho bọn chúng nôn à? Khụ khụ. Nghe thấy lời đối thoại của mấy người, lại nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lão giả xấu hổ thu sách về, sau đó lại sửa lại y quan một chút, rồi mới xoay người lại. Hàn Sung. Không phải ta bảo ngươi đi học tập sao? Tìm ta có chuyện gì? Bẩm báo lão sư, vị trương sư này là ân nhân của con, muốn tới đây mượn một đầu linh thú cấp bậc hóa phàm bát trọng để đi tới Hồng Viễn Đế Quốc. Hàn Sung vội vàng nói. Hóa phàm bát trọng? Lão giả nhíu mày một cái. Loại linh thú phi hành cấp bậc này, toàn bộ thú đường chỉ có ba đầu. Mà hai đầu trong đó lần trước đã bị Hoàng Thất Huyễn Vũ mượn đi. Một đầu cuối cùng vừa mới đường dài trở về. Mỏi mệt không chịu nổi, chỉ sợ không có cách nào lên đường được. Hơn nữa, muốn mượn loại linh thú cấp bậc này, cho dù ta là trưởng lão thì cũng không thể tự tung tự tác. Cần phải tiến hành trưởng lão hội, thậm chí phải được đường chủ đồng ý mới được. Cái này, vẻ mặt Hàn Sung có chút xấu hổ. Trình độ quản lý của thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc còn nghiêm khắc hơn vạn quốc thành rất nhiều. Linh thú hóa phàm bát trọng, trong toàn bộ phạm vi đế quốc cũng thuộc về đỉnh phong. Bình thường sẽ không tham gia nhiệm vụ, coi như xuất hiện cũng cần trưởng lão hội đồng ý mới được. Lúc trước hắn ở thú đường Vạn Quốc Thành, thân là đường chủ, một câu nói đã có thể khiến cho bất luận linh thú gì lên đường. Vốn tưởng rằng lão sư thân là một trong các trưởng lão đỉnh phong nhất ở đây thì cũng có quyền lợi này, hiện tại xem ra, cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy, linh thú hóa phàm thất trọng có hay không? Vận dụng bát trọng đã phiền toái như vậy mặc dù thất trọng hơi chậm một chút. Thế nhưng cũng còn có thể. Linh thú thất trọng trong công hội chúng ta tổng cộng có 14 đầu, toàn bộ đều thuộc về thú sủng tư nhân của trưởng lão. Chỉ có 5 đầu có thể phi hành, muốn mượn dùng cũng cần trưởng lão tự mình khống chế, độ khó cũng rất lớn. Lão giả này khẽ lắc đầu. Hơn nữa, đại bộ phận những linh thú này đều không thích hợp phi hành đường dài, đi Hồng Viễn Đế Quốc.
chỉ sợ sẽ không mạnh hơn quá nhiều so với một chút linh thú hóa phàm lục trọng. Linh thú thú đường có hai loại thuê và tư nhân, thuê linh thú, bình thường đều là thuần thú sư thuần phục tập thể, chăn nuôi từ học đồ hoặc là thuần thú sư cấp thấp nhất, sau đó dùng để cho người khác thuê cưỡi. Tư nhân thì là thú sủng của bản thân, bình thường là đồng bọn chiến đấu, loại linh thú này tốc độ trong cự ly ngắn cực nhanh, thích hợp chiến đấu, muốn phi hành dài ngày thì lại rất khó. Mặc dù linh thú có thực lực hóa phàm thất trọng trong thú đường có rất nhiều, thế nhưng hầu như đều là linh thú mặt đất, dù có thể phi hành thì cũng đều là cự ly ngắn, đi hồng viễn đế quốc xa như vậy. Một khi lặn lội đường xa, có rất ít linh thú có thể làm được chuyện này. Vậy không có biện pháp gì hay sao? Vẻ mặt Hàn Sung đỏ lên. Trương sư giúp hắn đại ân như thế, thật vất vả đối phương mới có một yêu cầu, vậy mà bản thân hắn lại không thể hoàn thành, thực sự quá mất mặt. Không có cách nào. Lão giả lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi nói một câu. Trừ phi, có thể câu thông với đầu kia, thuyết phục nó. Nếu như có thể làm được, như vậy nếu muốn đi Hồng Viễn Đế Quốc, chỉ sợ ngay cả 10 ngày cũng không tới. Đầu kia. Hàn Sung nghĩ đến cái gì đó lại khẽ cười khổ lắc đầu, trong lúc đang muốn nói tiếp thì lại đột nhiên nhớ tới vị thanh niên bên người mình dấp tơ láp thần kỳ, ánh mắt hắn sáng lên, nói. Đúng rồi, lão sư, chỉ sợ chúng ta không có cách nào thuyết phục được nó. Thế nhưng Trương sư, có khả năng làm được. Thấy học sinh mình kích động như thế, lão giả nhíu mày, nhìn Trương Huyền một cái, vẻ mặt dấp tơ láp hoài nghi. Chỉ bằng hắn. Không phải hắn không coi trọng đối phương. Mà thoạt nhìn đối phương cũng chỉ chừng 20 tuổi. Chỉ chừng tuổi này, coi như thiên tư không tồi thì nhiều nhất cũng chỉ là thuần thú sư nhất tinh, nhị tinh. Bằng vào loại thực lực này, có thể làm gì được cơ chứ? Đây chính là gia hỏa mà ngay cả đường chủ cũng không có cách nào a. Đừng nhìn tuổi Trương sư không lớn lắm, thế nhưng lại là thuần thú sư tứ tinh, yêu thần thú lúc trước con không có cách nào thuần phục chính là do hắn thuần phục. Hàn Sung vội vàng giải thích. Hắn nhớ tới cái gì đó rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, hình như Trương sư cũng biết thú ngữ, có vẻ như. So với lão sư còn hữu hiệu hơn một chút. Thú ngữ, người biết thú ngữ thượng cổ hay sao? Lão giả sững sờ, trong mắt tràn ngập vẻ hoài nghi. Thú ngữ thượng cổ, từ hàng vạn năm trước đã thất truyền. Người có thể nắm giữ cũng đều là thuần thú sư đỉnh phong nhất, của mình quý, tất cả đều không nguyện ý để dò dỉ ra bên ngoài. Một gia hỏa trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể biết được chứ? Ta, đã học qua một chút, nhìn qua vài cuốn sách. Trương Huyền gật đầu. Một điểm, ta đã nghiên cứu hơn 50 năm mà cũng chỉ hiểu được một chút gia lông, học qua một điểm thì có tác dụng gì chứ? Nghe đối phương nói chỉ học được một chút, lão giả có vẻ thất vọng, khoát tay áo. Lúc đang muốn nói tiếp thì chỉ thấy thanh niên trước mắt hít sâu một hơi, miệng đột nhiên mở ra. Hống. Xoạt. Tất cả linh thú, man thú trong viện, trong nháy mắt tất cả đều nằm rạp run lẩy bẩy ở trên mặt đất. Lão giả cũng cảm thấy toàn thân mình run lên, trước mắt tối sầm lại, thoáng cái đã lảo đảo té ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Chương 1229, Thiên Long Bát Âm 1. Long ngữ của Trương Huyền, mặc dù có hiệu quả lớn nhất đối với long tộc, thế nhưng man thú, linh thú trong sân đều có cấp bậc quá thấp cho nên cũng có tác dụng trấn nhiếp cường đại. Đột nhiên nghe được tiếng giống của hắn, không có ngất đi tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Những linh thú, man thú này, hắn có thể hiểu được, chỉ là... Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn về phía trước. Vị trưởng lão này, ngươi, không sao chứ? Linh thú nằm xuống, bởi vì bị quản chế bởi sự mạnh mẽ của long tộc, không dám phản kháng. Thế nhưng ngươi là nhân loại, nằm trên mặt đất làm gì cơ chứ? Hơn nữa, mất hồn run rẩy như thế. Lại còn không ngừng chảy nước miếng. Chẳng lẽ long ngữ mà ta nói cũng làm cho ngươi cảm thấy buồn nôn hay sao? Lão sư, Hàn Sung cũng giật nảy mình, vội vàng ấn huyệt nhân trung, truyền chân khí vào mới làm cho đối phương khôi phục lại. Thứ mà ngươi mới vừa mới nói chính là, thanh âm của chân long. Vừa tỉnh táo lại, lão giả đã vội vàng đứng lên, nhìn về phía Trương Huyền đang đứng ở trước mắt, trong mắt tràn ngập kích động và vẻ không thể tin được. Ta cũng không biết. Tùy tiện học được mấy âm tiết. Trương Huyền nói. Thật sự là hắn không biết rốt cuộc thứ mình học là cái gì, lúc trước hắn còn tưởng rằng là thú ngữ thượng cổ. Học được 3 cái âm tiết thì thứ này dùng tốt nhất, cho nên mỗi lần gặp phải linh thú hắn đều lấy ra dùng một lần. Kết quả, chỉ cần vừa hô, linh thú mang huyết mạch long tộc, trên cơ bản đều lập tức cứng ngắc,
bị dọa đến gần chết. Tùy tiện học, thanh âm của chân long, nhân loại cũng có thể học được sao? Lão giả không thể tin được, mới nói được phân nửa thì đột nhiên nói. Ngươi chờ ta một chút. Nói xong hắn vội vã đi về phòng, một lát sau đã lấy ra một bản thư tịch cổ xưa, tiện tay mở ra rồi nói. Ngươi nhìn xem. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, âm tiết mà vừa rồi hắn nói quả nhiên xuất hiện ở bên trên quyển thư tịch này. Cái này là thanh âm của chân long sao? Tiếp nhận thư tịch, tùy tiện lật vài tờ, nhìn thấy chữ phía trên trang bìa, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Đây là tổng kết của một vị thuần thú sư thượng cổ, cũng được xưng là Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm. Trương Huyền sững sờ. Lão giả gật đầu. Truyền thuyết, long tộc bởi vì quá mức mạnh mẽ cho nên bị giới hạn bởi quy luật thiên địa tự nhiên, không có cách nào phát ra rất nhiều âm tiết được. Vì vậy chỉ có 8 âm tiết dùng để bày tỏ sự mừng, giận, buồn, vui, hồi tưởng, ưu sầu của bản thân. Nhưng, không nên xem thường 8 cái âm tiết này, nó có thể biểu đạt ra toàn bộ ngôn ngữ của long tộc, thậm chí so với lời nói của nhân loại còn phong phú hơn nhiều. Trương Huyền gật đầu. Hắn là thuần thú sư cho nên cũng đã nhìn qua ghi chép liên quan tới linh thú, một chút thú loại quá mức mạnh mẽ, vì công bằng cho nên thiên địa sẽ làm cho nó có chỗ thiếu sót, thanh âm chính là một trong số đó. Chỉ là, cho dù long tộc chỉ có 8 cái âm tiết, thế nhưng không chỉ có 8 ý, mà nếu liên hợp lại cùng nhau lại có nắm giữ hơn 1.000 vạn loại tổ hợp. Hoàn toàn có thể diễn tả ra bất luận lời muốn nói gì, thậm chí so với ngôn ngữ của nhân loại còn phong phú hơn nhiều. 8 âm tiết có đủ loại tổ hợp biến hóa, là 8 mũ 8, tổng cộng là 16.777.216 loại âm tiết. Có câu nói gọi là đại âm hy thanh, đại tượng vô hình chính là đạo lý này. Ngôn ngữ long tộc có quá nhiều biến hóa, mỗi một loại tổ hợp đều đại biểu cho một ý nghĩ, không có chân long tới giao lưu, ai cũng không biết nó đang bày tỏ cái gì. Càng quan trọng hơn là, lão giả này nói đến đây, hai mắt trừng lớn, tràn ngập vẻ không thể tin được nhìn qua. Thiên Long Bát Âm, cần phải nắm giữ huyết mạch chân long có thể phát ra được, thân thể người bình thường căn bản không chịu nổi, ngươi. Làm sao ngươi lại làm được? Chẳng lẽ, ngươi là chân long chi thân? Chân long chi thân? Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua. Đúng vậy à, chân long chi thân là một loại bên trong các thể chất đặc thù, so với thuần dương, thuần âm còn cường đại hơn, một khi kích hoạt, huyết mạch trong cơ thể sẽ đến gần vô hạn chân long. Tu vi và lực lượng đều sẽ có tiến bộ trên phạm vi lớn. Nhất là bình cảnh tu luyện, hầu như không có. Càng nói thì càng kích động, vẻ mặt lão giả dần dần ửng hồng. Chân long chi thân là tồn tại bài danh phía trên trong mấy thể chất đặc thù. Mà người trước mắt này, có thể phát ra long ngữ mà nhân loại không có cách nào phát ra được chẳng lẽ là loại thể chất này. Nếu thật sự là như vậy thì sẽ rất đáng sợ. Lão sư, chẳng lẽ người thật sự là... Nghe thấy lời nói của lão giả, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tràn ngập kỳ quái nhìn về phía đối phương. Căn cứ vị vào kinh nghiệm truyền kỳ của vị trương sư này xem ra, tốc độ tu luyện của hắn quả thực quá nhanh. Vốn bọn họ cho rằng nguyên nhân là bởi vì có một lão sư tốt, chẳng lẽ thực sự là loại chân long chi thân này. Nếu là như thế, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích thông được. Ta, Trương Huyền vò đầu, hắn làm gì có chân long chi thân gì chứ? Sở dĩ có thể nói ra long ngữ là bởi vì có thiên đạo chân khí và thiên đạo kim thân. Đương nhiên, chuyện này không thể nói ra được cho nên hắn đành phải nói sang chuyện khác. Quyển sách này, ghi chép toàn bộ 8 cái âm tiết kia hay sao? 8 cái âm tiết, đương nhiên là không thể nào. Thấy đối phương không tình nguyện nói ra chuyện này, lão giả cũng không truy vấn nhiều mà khẽ lắc đầu. Thiên Long Bát Âm là ngôn ngữ của long tộc, nhân loại không có tư cách đánh cắp. Quyển sách này chỉ là ghi chép việc này, phỏng đoán phương thức phát ra tiếng, cụ thể là có ý gì, phát âm như thế nào, một lời cũng không ghi rõ. A hát, Trương Huyền tiện tay đọc qua thư tịch, tinh thần lại rơi vào bên trong thư viện. Thư tịch đặt ở thư viện, không nói tới việc thoạt nhìn tốc độ rất nhanh, mà còn có thể phân biệt ra thật giả, tìm tới chỗ thiếu sót. Su, trong nháy mắt hắn đã quét qua thư tịch một lần, lập tức hiểu ra. Chương 1230, Thiên Long Bát Âm 2. Quyển sách này đúng như đối phương nói, chỉ ghi chép nguồn gốc của Thiên Long Bát Âm và quan hệ cùng long tộc, còn những chuyện khác cũng không ghi rõ. Phía trên viết ra 8 âm tiết này, trong đó có âm hống mà hắn thường xuyên nói ra. Chỉ là nếu như phát âm, ghi tròn hơn 30 đầu, không có một cái nào là đúng.
còn hai âm tiết trước đó hắn học được thì lại không có mặt trong tám âm tiết này, xem ra hẳn không phải là long ngữ. Cũng khó trách hai thứ kia lại không có tác dụng gì, từ trước cho tới nay hắn đều dùng thứ này để thuần phục linh thú, hóa ra căn bản nó cũng không phải là long ngữ a. Bên trên thư tịch có ghi kỹ càng về độ khó của long ngữ, đúng như lão giả này nói, cấu tạo sinh mệnh khác biệt, coi như nhân loại biết phát âm thì cũng không có cách nào bắt chước và phát ra âm thanh như long tộc được. Cho nên, hơn 30 cái đều chỉ là phán đoán, không có căn cứ chứng thực. Lại có một phương pháp phát âm là đúng sao? Nhìn xong thư tịch, đột nhiên hai mắt hắn rơi vào phía dưới cùng. Ở cuối cùng quyển thư tịch này, không ngờ ở bên trong bát âm lại ghi ra một phương pháp phát âm đúng đắn. Chính là âm thứ hai, bò, ò, bên trong thiên long bát âm. Ghi nhớ phương pháp phát âm vào trong lòng, định dành thời gian để thử một chút, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó mà không nhịn được nhìn về phía lão giả trước mắt. Phía trên này có ghi, thiên long bát âm chỉ có tác dụng áp chế đối với sinh mệnh nắm giữ huyết mạch long tộc, thuộc về áp chế chân long, ngươi. Vừa rồi vì sao ngươi cũng nằm xuống vậy? Kỳ thật không chỉ có hắn cảm thấy kỳ quái, mấy người Lạc Thất Thất, Hàn Sung cũng rất là nghi hoặc. Vừa rồi mặc dù thanh âm mà Trương Sư phát ra to lớn, thế nhưng đối bọn hắn cũng chỉ là có chút ầm ĩ mà thôi, cũng không chịu ảnh hưởng. Làm sao một trưởng lão hóa phàm bát trọng đỉnh phong như hắn lại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất cơ chứ? Còn không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, thoạt nhìn chướng tai gai mắt như thế chứ? Cái này, nghe thấy câu hỏi này. Lão giả không có kinh ngạc như trước đó nữa mà vẻ mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, qua nửa ngày mới than thở nói một tiếng. Ngươi đi theo ta. Nói xong hắn đi đến đằng sau nhà cỏ. Lão sư. Nhìn lão sư lại gọi bọn hắn cùng đi, Hàn Sung rất là nghi hoặc. Hắn đã đi theo lão sư học tập được một đoạn thời gian, nhưng lão sư chưa từng để hắn đi tới phía sau nhà nhỏ. Bản thân hắn có một lần hiếu kỳ muốn qua, thậm chí còn bị trách mắng một trận, đồng thời lão sư còn cảnh cáo. Không có chuyện gì khác thì không được qua đây. Những ngày này hắn luôn nghi hoặc, rốt cuộc đằng sau nhà cỏ là cái gì, không nghĩ tới lão sư lại chủ động muốn mang bọn họ tới đó. Đám người Trương Huyền không biết những điển cố này cho nên đi theo sau lưng lão giả, vòng qua căn nhà tranh không lớn, đi về phía sau. Phía sau nhà cỏ là một dốc núi không lớn, trước sườn núi thì có một tấm bia đá cực lớn. Ngẩng đầu nhìn lại bia đá, phía trên ghi năm chữ to. Long nham thú chi mộ. Linh thú cấp bậc hóa phàm bát trọng, bá vương lục địa. Long nham thú. Nhíu mày, Trương Huyền không nhịn được nhìn qua. Không sai. Lão giả khẽ gật đầu, nhìn về phía dốc núi trước mắt, trong mắt mang theo vẻ lưu luyến không rời. Nó, là linh thú của ta. Của người. Hàn Sung sững sờ, hai mắt trợn tròn. Linh thú của lão sư. Chết rồi sao? Hắn biết lão sư mình là thuần thú sư ngũ tinh đỉnh phong, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua linh thú của lão sư là cái gì. Vốn hắn cho rằng nó đã đi làm cái gì đó, không có ở bên người, thế nhưng dù có nằm mơ cũng nghĩ không ra, linh thú đã chết. Mặc dù thuần thú sư có thể có rất nhiều thú sủng, thế nhưng muốn thu được sự tín nhiệm của đối phương, tất nhiên cũng phải bỏ ra rất nhiều thứ. Đại bộ phận thuần thú sư đều xem thú sủng đã thuần phục là bằng hữu tốt nhất, thậm chí còn là thân nhân. Thú chết, đả kích đối với thuần thú sư vô cùng lớn, có không ít người sẽ bởi vì vậy mà không gượng dậy nổi được nữa. Lão sư chưa từng tiếp xúc với các trưởng lão khác, một người ở trong chỗ xa như vậy, chẳng lẽ bởi vì thú sủng của mình đã chết hay sao? Thú sủng của ta chết rồi, cẩn thận mà nói, nó bởi vì ta mà chết. Lão giả lắc đầu. Bởi vì ngươi. Đầu long nham thú này là linh thú ta thuần phục khi trở thành ngũ tinh thuần thú sư. Lão giả than thở một tiếng, nói ra chuyện của hắn. Hắn thuần phục long nham thú, thuận lợi trở thành thuần thú sư ngũ tinh. Lúc đó hắn xuân phong đắc ý, không sợ trời không sợ đất, kết quả trong một lần giao chiến. Đã gặp phải nguy hiểm. Lần kia bản thân hắn bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, là đầu long nham thú này dùng tinh huyết của mình để cứu hắn, sau đó không chỉ được thương thế mà bỏ mình. Chính vì vậy, hắn rất là áy náy, chôn nó ở nơi này. Lập mộ bia, thề làm bạn tới cuối đời với nó. Bởi vì trong cơ thể ta dung hợp tinh huyết long nham thú, cho nên mới mẫn cảm đối với thanh âm của chân long, phải chịu áp bách. Lão giả nói. Trương Huyền gật đầu. Khó trách. Mặc dù hình thể của long nham thú rất lớn, thế nhưng số lượng máu tươi có hạn, dùng để cứu người thì lại yêu cầu máu tươi phải càng tinh thuần. Dung nhập vào huyết mạch,
mặc dù không phải là thể chất chân long thì cũng sẽ phải nhận áp bách từ long ngữ, thân bất do kỷ. Ngươi cố gắng học tập thú ngữ thượng cổ, thậm chí còn học tập thiên long bát âm. Cũng là bởi vì có liên quan tới chuyện này hay sao? Trương Huyền nhìn qua. Đối phương chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thú ngữ thượng cổ như thế, cái gì cũng không quan tâm, có lẽ cũng có quan hệ với đoạn kinh nghiệm này. Đúng, lúc ấy ta trọng thương hôn mê, là long nham thú đã cứu ta, ở đây còn có một đầu linh thú khác. Chính là đầu ta nói 10 ngày là có thể chạy tới Hồng Viễn Đế Quốc Tử Dực Thiên Hùng Thú. Lão giả siết chặt nắm tay. Trước khi long nham thú chết đã nói rất nhiều với ta, nhưng mà khi đó ta hôn mê bất tỉnh, cũng không biết cái gì. Những năm này ta luôn cố gắng học tập thú ngữ thượng cổ chính là muốn từ trong miệng nó biết. Nó nói chuyện gì, lại có nguyện vọng gì, như vậy ta sẽ đi hoàn thành cho nó. Nói đến đây, hốc mắt lão giả này trở nên ửng hồng. Chương 1231, ta đã học xong một. Bình thường thuần thú sư thuần phục thú sủng đều cần tốn thời gian mấy năm mới có thể thổ lộ tâm tình, vô tư trả giá. Không có khả năng người nào cũng giống như Trương Huyền, đánh một trận là được. Do đó, thuần thú sư và thú sủng có tình cảm rất là thâm hậu, thậm chí thời gian dài còn muốn cùng tu luyện, huyết mạch cùng dung. Đầu long nham thú này đã theo vị trưởng lão này không biết thời gian bao nhiêu lâu, lại cộng thêm vì hắn mà chết, rất hiển nhiên trong lòng đã sớm coi hắn là đồng bọn thân mật nhất, coi như cực khổ hơn nữa thì cũng muốn hoàn thành nguyện vọng của đối phương. Đầu, Tử Dực Thiên Hùng thú kia, không phải là của thú đường hay sao? Trương Huyền Long nhíu mày. Là linh thú của thú đường thì trên cơ bản đều có người thuần phục, coi như không biết thú ngữ thì giữa chủ nhân và thú sủng cũng có biện pháp để câu thông và giao lưu. Hiện tại hắn muốn học thú ngữ, từ trong miệng đại gia hỏa này hiểu được di ngôn trước khi chết của long nham thú. Mà đại gia hỏa này lại không có bị người ta thuần phục, nếu không trực tiếp tới hỏi thuần thú sư là được, không cần thiết phải phiền toái như vậy. Tử Dực Thiên Hùng thú thành niên, mặc dù cũng là hóa phàm bát trọng. Thế nhưng đầu này đã đạt đến cảnh giới nửa bước cửu trọng, thú đường chúng ta căn bản không có người nào có thể thuần phục. Lão giả này khẽ lắc đầu. Nửa bước cửu trọng. Mặc dù chỉ là nửa bước, thế nhưng bằng vào huyết mạch và lực lượng, coi như một chút cường giả hóa phàm cửu trọng chân chính cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, bởi vì long nham thú chết đi cho nên khiến cho nó ôm thành kiến cực lớn đối với nhân loại, căn bản không có biện pháp thuần phục. Lão giả nói. Nó là bạn với long nham thú hay sao? Trương Huyền nghi hoặc hỏi. Đúng, tình lữ. Lão giả trần chờ một chút rồi nói. Tình lữ. Trương Huyền giật mình. Một chút linh thú cường đại, bình thường số lượng tương đối ít, muốn tìm được linh thú cùng chủng tộc sẽ rất khó. Dưới loại tình huống này, linh thú sẽ kết thành bạn đời cùng một loại sinh mệnh cường đại khác. Đương nhiên, loại bạn đời này có thể kéo dài huyết mạch hay không thì lại không nhất định. Chỉ là làm bạn trên tinh thần, cùng chiến đấu, cùng sinh tồn cũng được rồi. Thậm chí ở trong nhân loại cũng có một chút đạo lữ cũng là như vậy. Tu vi đạt tới cảnh giới cao thâm, giao lưu tinh thần mới là quan trọng nhất, sinh ra hậu đại, giao lưu nhục thể đã không được coi trọng nữa. Tử Dực Thiên Hùng thú đã là tình lữ với long nham thú, tự nhiên sẽ rất chú trọng đối với nó. Tận mắt nhìn thấy bạn đời chết đi cho nên tự nhiên ghi hận trong lòng đối với chủ nhân như lão giả này. Đối phương nói cho hắn biết mới là lạ. Mà lão giả một lòng học tập thú ngữ chính là muốn cùng giao lưu với nó, hóa giải khúc mắc. Lão sư, Tử Dực Thiên Hùng thú đã là bạn đời của thú sủng lão sư, như vậy vì sao? 2-3 ngày nó lại tới làm loạn, đánh lén thú đường cơ chứ? Dường như Hàn Sung cũng có hiểu biết về đầu linh thú này, cho nên hắn không nhịn được nói. Đánh lén. Lạc Thất Thất nhìn qua rồi hỏi. Đúng vậy à. Đầu đại gia hỏa này mỗi tháng đều đến mấy lần, đánh lén thú đường, ăn một đầu linh thú, man thú. Làm cho tiếng oán hờn lan truyền khắp nơi, mỗi lần thú đường đều tốn một cái giá cực lớn để bắt nó. Thế nhưng thực lực và tốc độ của nó thực sự quá mạnh, quá nhanh, căn bản không bắt được. Hàn Sung giải thích, mặc dù thời gian hắn tới thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc không dài, nhưng rất nhiều chuyện hắn vẫn nhìn thấy ở trong mắt. Một tháng. Đầu Tử Dực Thiên Hùng thú này đã đánh lén thú đường mấy lần, ăn vụng linh thú, man thú, khiến cho không ít người tràn ngập buồn bực. Thế nhưng bởi vì hạn chế thực lực, coi như thú đường có bất đắc dĩ tới đâu thì cũng không có cách nào làm gì đối phương. Vốn nghĩ tên này là linh thú vô chủ, không ưa linh thú bị nhân loại chi phối, hiện tại xem ra, chỉ sợ là trả thù có ý định. Nó không cam lòng long nham thú bị giết,
cho nên cố ý đến thú đường làm loạn, những năm này ta học thú ngữ cũng là muốn hỏi nó một chút, xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Trưởng lão lắc đầu, nói xong không nhịn được nhìn về phía Trương Huyền ở trước mắt. Ngươi đã biết thanh âm của chân long, như vậy có phải cũng biết một ít thú ngữ thượng cổ hay không? Thanh âm của chân long xem như chân long chi thân, cũng cần đặc biệt học tập với người khác. Mà đối phương ngay cả thiên long bát âm cũng có thể học, như vậy liệu có thể dạy thú ngữ thượng cổ hay không? Mặc dù mới vừa rồi đối phương nói chỉ nhìn qua một chút, có phải là ngữ điệu khiêm tốn hay không? Trương Huyền gãi gãi đầu, nói. Thú ngữ thượng cổ, quả thực ta không biết. Lúc trước hắn mới chỉ học qua vài câu, chỉ có điều, nói cho linh thú gào thét không dứt, suýt chút nữa đã nổi điên, bản thân hắn cũng không biết là ý gì. So với việc không biết cũng không có gì khác nhau cả. Không biết. Nghe thấy đối phương xác nhận, ánh mắt tràn ngập mong đợi của vị trưởng lão này trở nên ảm đạm, lại hỏi lần nữa. Vậy thì, thiên long bát âm thì sao? Coi như tử dực thiên hùng thú không chứa huyết mạch long tộc, thế nhưng nếu như vị trước mắt này thực sự có thể nói ra long ngữ. Như vậy cũng có khả năng câu thông, để cho nó ngoan ngoãn nói ra chuyện năm đó, thậm chí còn có thể khiến cho nó nói ra vì sao lại căm thù nhân loại như thế, nhất định phải cố ý tới làm loạn ở thú đường. Ta, chỉ biết một âm tiết. Trương Huyền càng ngại ngùng nói. Đối phương còn tưởng rằng hắn thực sự biết long ngữ, thế nhưng trên thực tế, hắn chỉ học được một âm tiết, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì dùng để hù dọa một chút linh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc mà thôi. Bảo hắn nói ra long ngữ hoàn chỉnh, nhất định là không thể nào. Một âm tiết. Thân thể vị trưởng lão này run rẩy một cái. Vốn hắn nghe thấy người thanh niên này nói ra long ngữ còn tưởng rằng đã tìm được hy vọng. Hiện tại xem ra, cũng không có gì khác biệt so với trước kia. Vậy thì quên đi. Lắc đầu, vị trưởng lão này rất là bất đắc dĩ. Những năm này hắn đã sưu tập không ít sách vở, chuyên môn học tập thú ngữ thượng cổ. Thế nhưng loại ngôn ngữ này thực sự quá khó khăn, xem như hắn, nếu như không có người dạy, không có lão sư, thật giả khó phân thì cũng không có nghiên cứu ra được vài câu. Hắn còn tưởng rằng Hàn Sung đề cử như thế thì có thể từ bên trong miệng đối phương học được một chút. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương cũng không biết. Kỳ thật, cũng không cần nản chí, trưởng lão đã nghiên cứu thú ngữ thượng cổ nhiều năm như vậy, nhất định đã sưu tập không ít sách vở, ta có thể mượn đọc một phen hay không? Vạn nhất có thể có chỗ tâm đắc, cũng chưa biết chừng. Trương Huyền nhìn qua rồi nói. Mượn đọc, tâm đắc. Chương 1232, ta đã học xong hai. Trưởng lão cười khổ, nói. Ý của ngươi là hiện tại mới học sao? Ừm. Trương Huyền gật đầu. Ngươi có biết độ khó của thú ngữ thượng cổ hay không? Thấy quả nhiên đối phương có ý này, lão giả không nhịn được lắc đầu. Thú ngữ thất truyền, hiện tại ghi chép lưu truyền xuống dưới, rất nhiều thứ chỉ là lời không rõ, cũng không ít thứ chỉ tốt ở bề ngoài. Không nói trước có thể phát âm hay không, coi như có thể phát ra, ngươi có biết nó có ý gì không? Ta đã nghiên cứu không dưới 50 năm, mà đến bây giờ cũng không có một chút tiến triển nào, bây giờ. Mặc dù hắn chưa nói hết lời, thế nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, cảm giác quả thực đối phương đang nói trò đùa. Hắn nghiên cứu cả một đời, cái gì cũng không hiểu. Ngươi xem thư tịch một chút đã muốn học tập, nếu thú ngữ thượng cổ đơn giản như vậy thì cũng không trở thành thất truyền, khiến cho vô số thuần thú sư muốn khôi phục mà không thể được. Ta cũng rất có hứng thú đối với thú ngữ thượng cổ, cho nên cũng chỉ muốn tùy tiện nhìn xem. Nếu như có thể học tập, đương nhiên là tốt nhất. Học tập không được thì cũng không có biện pháp. Biết chỗ lo lắng và ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền nói. Vậy thì tốt, người đi vào đi, bên trong nhà tranh của ta, tất cả đều là thư tịch liên quan tới thú ngữ thượng cổ. Những năm này, chỉ cần là đồ vật có quan hệ tới việc ghi lại thú ngữ trong Huyễn Vũ Đế Quốc thì hầu như đều bị ta sưu tập tới. Trưởng lão có chút mất hứng, khoát tay áo nói. Mặc dù những sách vở này đều là do hắn tốn vô số tâm huyết sưu tập, nhưng cũng không phải là đồ vật cực kỳ quan trọng gì cả. Nếu đối phương đã muốn nhìn, cũng không có gì lạp. Đa tạ. Trương Huyền ôm quyền, đẩy cửa phòng ra rồi đi vào. Thấy thân ảnh của hắn đã biến mất ở trước mắt, trưởng lão không nhịn được lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Thú ngữ thượng cổ, cho dù có người truyền thụ, không có mấy năm cũng khó có thể học được, đơn giản như vậy mà có thể học được. Như vậy chẳng phải 50 năm qua ta đã sống vô dụng rồi sao? Vốn cho rằng đối phương có thể nói ra thanh âm chân long, tâm tính tất nhiên sẽ rất trầm ổn, không nghĩ tới lại còn táo bạo như vậy.
Thú ngữ thượng cổ liên quan tới một cơ mật lớn của thú đường, nếu dễ dàng học được như vậy thì những thuần thú sư như bọn hắn cũng không bị động khi thuần phục linh thú như thế. Lão sư, luôn luôn trầm ổn, đã đi xem thư tịch thì nhất định sẽ có ý nghĩ của mình, có lẽ có thể học tập được một hai. Nghe thấy trong lời nói của lão giả mang theo vẻ chất vấn, Lạc Thất Thất không nhịn được nói. Lão sư, ngươi là học sinh của hắn. Nghe thấy xưng hô của nữ tử trước mắt, vị trưởng lão này sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn qua. Nữ tử trước mắt này bất kể là tu vi hay là khí chất, đều tài năng xuất chúng, được cho là người nổi bật bên trong đám người cùng thế hệ, làm sao lại nhận một người tuổi nhỏ hơn so với chính mình làm sư phụ cơ chứ? Vâng. Lạc Thất Thất gật đầu. Vừa rồi ta nghe ngươi gọi một tiếng Trương sư, chẳng lẽ người vừa mới đi vào là một vị danh sư? Thấy nàng thừa nhận, lúc này lão giả mới nhớ tới Hàn Sung ở bên cạnh. Trương sư là danh sư tứ tinh, quán quân thi đấu danh sư của Vạn Quốc Liên Minh, lần này đi Hồng Viễn Đế Quốc hẳn là đi tới danh sư học viện học tập A. Hàn Sung suy nghĩ một chút, nói. Thi đấu danh sư còn chưa có tiến hành thì hắn đã rời khỏi Vạn Quốc Thành, rất nhiều cũng không biết được quá nhiều. Thế nhưng chuyện Trương Huyền giành được vị trí quán quân, muốn đi học viện cũng vẫn nghe qua được một chút tin tức. Quán quân thi đấu danh sư. Trưởng lão sững sờ. Không chỉ có như thế, Trương sư còn là một vị thuần thú sư tứ tinh và y đạo đại sư tứ tinh. Hàn Sung vội vàng nói. Thuần thú sư tứ tinh. Trưởng lão này nhướng mày. Nếu là thuần thú sư tứ tinh, hẳn phải biết độ khó của thú ngữ thượng cổ, không thể lỗ mãng như thế à. Nếu như đối phương chỉ là danh sư, không rõ thuần thú, như vậy cũng thôi đi. Thuần thú sư tứ tinh, coi như đã là người nổi bật bên trong thuần thú, làm sao có thể không biết độ khó của thú ngữ thượng cổ cơ chứ? Biết thì làm sao có thể nói ra câu muốn học tập một chút, không có trình độ như thế chứ? Chờ hắn đi ra rồi nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ mang các ngươi đi tìm đường chủ. Lắc đầu, không xoắn suýt vấn đề này nữa, vị trưởng lão này khoát tay áo. Tìm đường chủ, lão sư muốn giúp đỡ Trương sư tìm linh thú phi hành sao? Ánh mắt Hàn Sung sáng lên. Nếu là danh sư tứ tinh lại là thuần thú sư, có thể trợ giúp được thì đương nhiên không thể từ chối. Ta nhớ đường chủ còn có một đầu linh thú phi hành hóa phàm thất trọng, mặc dù chưa từng cho người ta mượn. Thế nhưng nếu ta tự mình đi nói, có lẽ người ta có thể cho ta một chút mặt mũi. Trưởng lão nói. Đa tạ lão sư. Thấy lão sư đồng ý hỗ trợ. Hàn Sung vội vàng gật đầu, trong lúc đang định tiếp tục nói chuyện thì đã nghe cửa phòng kéo kẹt một tiếng, người thanh niên kia đã đi ra. Ách! Tất cả mọi người đều sững sờ, vị trưởng lão kia cũng nhíu mày. Không phải là ngươi muốn đi vào đọc sách, học tập thú ngữ thượng cổ hay sao? Lúc này mới đi vào không đến 10 phút đồng hồ, làm sao lại đi ra rồi chứ? Có phải bởi vì biết thượng cổ thú ngữ không có đơn giản như vậy cho nên dừng lại hay không? Không muốn học nữa đúng không? Lão giả này không nhịn được nói. Nhất định là sau khi tên này đi vào, nhìn thấy thư tịch nhiều như biển, trong lòng sinh ra thoái ý, nếu không, làm sao mới thời gian ngắn như vậy đã đi ra rồi chứ? Quả thực rất khó, chỉ có điều không phải là không muốn học nữa, mà là... Trương Huyền xoắn suýt một chút, cuối cùng mới nói. Ta đã học xong. Chương 1233, tần đường chủ 1. Học xong. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nhất là vị trưởng lão kia, sắc mặt tái xanh, có chút khó coi. Người khác không biết trong phòng có bao nhiêu thư tịch, thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng. 50 năm qua mượn lực lượng của công hội siêu tập thư tịch khắp nơi, tất cả ghi chép liên quan tới thú ngữ, bản độc nhất, cổ tịch. Không dưới mấy chục vạn bản, xem như hắn cũng tốn tròn 10 năm mới xem xong một lần. Mà đối phương vừa mới đi vào không đến 10 phút đồng hồ đã đi ra, thế mà lại nói thẳng. Đã học xong. Coi như nói dối cũng nên đáng tin hơn một chút chứ. Ngươi nói học xong là có ý gì chứ? Thực sự không nhịn được nữa cho nên lão giả khẽ nói. À, chính là, không sai biệt lắm đã học được, trên cơ bản nếu muốn giao lưu đã không có vấn đề gì quá lớn. Trương Huyền nói. Vừa rồi đi vào phòng thì hắn đã bắt đầu chạy băng băng siêu tập thư tịch. Sau vài phút đã thu mấy chục vạn bản thư tịch vào trong đầu, sau đó thông qua Thiên Đạo Thư Viện để tìm ra nội dung đúng đắn. Vừa tìm qua, quả thực đã tìm được không ít. Những sách vở này, mặc dù có không ít thứ ước đoán, cũng có rất nhiều chỗ viết lung tung. Thế nhưng số lượng rất nhiều đã góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, cũng có thể hội tụ không ít câu nói đúng đắn.
gom góp được một cuốn thư tịch, phía trên có những câu thông dụng trong thú ngữ thượng cổ, cùng phương pháp phát ra tiếng. Học được những thứ này, muốn ứng phó với những đoạn đối thoại khó khăn rất khó, thế nhưng chỉ là giao lưu, đã không thành vấn đề gì nữa. Giao lưu cơ bản, còn không có vấn đề quá lớn sao? Nghe thấy đối phương càng nói càng mơ hồ, sắc mặt lão giả này trở nên tái xanh. Ăn nói bừa bãi. Hắn học tới 50 năm mà cũng không học được cái gì. Mới mở miệng đã khiến cho hamster lông đỏ nôn đến chết đi sống lại, người nói người đi vào một chút đã học được hay sao? Nếu là như vậy, nhiều năm nghiên cứu học tập như vậy của ta đổ lên trên thân chó, hay là trên thân heo à? Coi như nói dối thì cũng phải đáng tin cậy một chút à? Ta biết mình nói thật nhất định sẽ bị nghi ngờ, Trương Huyền đang muốn giải thích một chút thì chỉ thấy một thanh niên đã vội vã chạy tới. Trưởng lão, không xong, đầu, Tử Dực Thiên Hùng thú kia lại tới. Lại tới. Lão giả tối sầm mặt lại. Đi trước dẫn đường. Vâng. Thanh niên kia vội vàng đi ra ngoài, lão giả theo sát phía sau hắn. Chúng ta cũng qua đó xem một chút đi. Thấy hắn vội vã rời đi, Trương Huyền nhìn đám người Lạc Thất Thất một cái rồi cũng đi theo. Hắn đến đây là vì muốn tìm linh thú phi hành, đầu Tử Dực Thiên Hùng thú này đã là nửa bước cửu trọng. Như vậy nếu có thể thuần phục thì tuyệt đối sẽ là một giúp đỡ lớn. Nếu đi tới Hồng Viễn Đế quốc sẽ nhanh hơn không ít. Hàn Sung cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng cho nên cũng đi theo sát. Trên đường đi, thông qua trò chuyện với Hàn Đường chủ thì Trương Huyền cũng biết vị lão sư này của hắn họ Tiền, là một trong các trưởng lão có tư cách tương đối sâu trong thú đường, địa vị tôn sùng. Bởi vì Tử Dực Thiên Hùng thú có quan hệ với hắn, cho nên mỗi lần nó xuất hiện hắn đều chạy tới xử lý. Mặc dù thời gian Hàn Sung đến thú đường không dài, thế nhưng đã trải qua nhiều lần. Cho nên đối với đại gia hỏa này hắn nhớ rất rõ. Tên này vừa đến không phải là phá hoại thì chính là giết chết linh thú khác, làm không ít khách hàng đều oán hờn khắp nơi. Nói đến đầu Tử Dực Thiên Hùng thú này, ngay cả Hàn Sung cũng rất là buồn bực. Đả thương người thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là lại làm bị thương không ít linh thú. Có ít người xếp hàng thật nhiều ngày mới không dễ dàng được sắp xếp linh thú. Thế nhưng lại bởi vì tổn thương mà không có cách nào đi lại, làm cho danh dự của cả thú đường đã bị hạ thấp xuống không ít. Thú đường cũng bố trí không ít bẫy dập, nhưng mỗi lần dường như tên này đều sớm biết trước vậy, lại thêm thực lực mạnh mẽ, coi như chân chính rơi vào vòng vẫy thì cũng có thể thuận lợi đào thoát, thậm chí lại một lần nữa trở về, càng làm tình huống trở nên nặng nề hơn. Bọn họ đã từng báo cáo lên tổng bộ, thú đường Hồng Viễn Đế quốc cũng đã phái thuần thú sư Lục Tinh đến đây. Kết quả tên này lại biết tước nguy hiểm, mấy tháng liên tiếp không có xuất hiện, đợi vị thuần thú sư này vừa mới rời đi thì lại lập tức lao đến. Liên tục mấy lần, tất cả mọi người trong thú đường coi như bất đắc dĩ thế nhưng cũng đã không có biện pháp, đành phải tùy ý để cho đối phương làm loạn. Chỉ là mỗi lần, đều để vị tiền trưởng lão này đi xử lý. Chỉ là, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần tiền trưởng lão đi qua, coi như tên hung ác này hơn nữa thì cũng biết xoay người rời đi, không dám đả thương hắn một chút nào. Trước đó hắn còn không có hiểu rõ, còn tưởng rằng là bản thân vị lão sư này có năng lực thuần thú mạnh mẽ, làm cho đối phương không dám động thủ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có quan hệ với đầu long nham thú đã chết đi kia. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là Tử Dực Thiên Hùng thú này đã đồng ý cái gì đó với long nham thú, mặc dù bất mãn với lão sư, thế nhưng cũng không dám làm chuyện gây tổn thương với người. Ở ngay phía trước, Hàn Huyên một hồi, Hàn Sung nhướng mày, vội vàng xông về phía trước. Đám người Trương Huyền theo sát phía sau, lập tức nhìn thấy một đầu linh thú màu tím cực lớn đang xoay quanh trên không trung, bên trên móng vuốt thô to có nắm một tiểu gia hỏa hóa phàm tam trọng. Mà tiền trưởng lão trước đó đã tới đang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt rất là sốt ruột. Cách tiền trưởng lão không xa là 7, 8 lão giả râu bạc trắng. Mà người ở giữa, dung mạo lại có chút tương tự với Tần Trung mà trước đó hắn đã gặp, có lẽ chính là vị Tần đường chủ kia. Không có nghĩ tới nhanh như vậy tên này đã trở lại. Sau lưng rất nhiều lão giả râu bạc trắng, Trương Huyền lần nữa nhìn thấy một người quen. Chính là tên Tần Trung, không biết bay kia. Vốn cho rằng tên này không có linh thú, qua một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về, không nghĩ tới hắn ta đã trở về tới thú đường. Hẳn là đầu long rực thú kia đi đón. Lạc Thất Thất thấp giọng nói. Trương Huyền gật đầu. Bọn hắn đến thú đường đã thả đầu long rực thú kia đi. Đầu linh thú này biết chủ nhân còn ngã hôn mê bất tỉnh ở trong hố cho nên tự nhiên sẽ đi cứu người.
Thú đường cách nơi đó không xa, muốn qua lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này toàn thân Tần Trung giống như bánh trưng, mặc dù bị thương nặng, thế nhưng quả thực không có đáng ngại tới tính mạng. Đôi mắt nhìn chừng chừng nhìn về phía thiên hùng thú ở không trung, cũng không chú ý tới cửu nhân của hắn đang tới gần. Chương 1234, Tần Đường Chủ 2. Nhanh buông nó ra, cho dù giữa chúng ta có mâu thuẫn, thế nhưng ta hy vọng không nên làm liên lụy tới thú đường, nếu không, coi như long nham thú sống lại nhất định cũng sẽ mất hứng. Phía trước, tiền trưởng lão nhìn Tử Dực thiên hùng thú đang phi hành ở bên trên không, bàn tay siết chặt rồi nói. Giống. Nghe thấy hắn nhắc tới long nham thú, đại gia hỏa trên không trung nhe răng trợn mắt, không những không có buông linh thú bên trong ra mà ngược lại còn để cho móng vuốt nắm càng chặt hơn. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bóp chết nó. Tiền trưởng lão, đường chủ, mau cứu linh thú của ta. Một thuần thú sư tứ tinh rất là gấp gáp nhìn về phía không trung, sắp khóc ra thành tiếng. Rất hiển nhiên, đầu linh thú bị bắt ở trên không trung là thú sủng của hắn. Phí hết tâm huyết, thật vất vả mới thuần phục được, một khi bị bóp chết, một phen vất vả của hắn đều bị đổ xuống sông xuống biển. Lý thú sư, đừng có gấp, nhất định ta sẽ cứu nó. Tiền trưởng lão an ủi một câu. Thú sủng bị giết, hắn biết rõ đối phương sẽ đau khổ thế nào, cho nên hắn không muốn để cho hậu bối cũng dẫm vào vết xe đổ của mình. Thiên hùng thú, chỉ cần ngươi thả nó, thú huyết thạch hay là linh thạch, chỉ cần tiền mẫu có thể đưa ra thì ta sẽ không tiếc. Dỗ dành đối phương xong, tiền trưởng lão lần nữa nói với đại gia hỏa ở trên không trung. Tiền trưởng lão, không thể đồng ý với nó. Những năm này, tất cả tích xúc của ngươi hầu như đều đưa ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sợ sẽ chậm trễ việc tu luyện của ngươi. Tần đường chủ nghe thấy hắn nói như thế không nhịn được cau mày, vội vàng khuyên can. Dựa theo thiên phú, có lẽ tiền trưởng lão đã sớm có thể đột phá đến hóa phàm cửu trọng. Đáng tiếc tất cả tích xúc đều cho tên này ăn, dẫn đến tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Tên này thường cách một đoạn thời gian lại tới vơ vét một lần, mượn nhờ những tư nguyên này mà đã đột phá đến nửa bước cửu trọng trước. Nếu như hắn lại không khuyên can, nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì tên này sẽ càng ngày càng mạnh, uy hiếp với thú đường cũng sẽ càng lớn hơn. Là ta có lỗi với long nham thú. Tiền trưởng lão lắc đầu. Nhưng mà... Sắc mặt tần đường chủ tái xanh. Không có nhưng nhị gì cả, nếu như không có long nham thú thì ta đã sớm chết. Ta có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy đã là ân huệ rất lớn rồi, đừng nói là tích xúc, coi như bảo ta lập tức chết. Chỉ cần có thể khiến cho tâm lý của nó dễ chịu hơn thì ta cũng nguyện ý. Ánh mắt mang theo vẻ kiên định, cổ tay tiền trưởng lão khẽ đảo, trước mắt xuất hiện một đống thú huyết thạch, linh thạch trung phẩm và một chút dược liệu chân quý. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, xem ra những năm này quả thực vị trưởng lão này đã bị vơ vét không sai biệt lắm. Ngươi có lỗi với long nham thú, nhưng cũng không có lỗi với đầu tử y thiên hùng thú này a. Tiền trưởng lão, ngươi làm như vậy quả thật có chút không ổn. Ngay khi tiền trưởng lão đang định mang một chút đồ cho đại gia hỏa trên không trung thì một đạo thanh âm nhàn nhạt đã vang lên. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đã đi tới. Cha, chính là hắn hại con thảm như vậy, nhất định người không thể bỏ qua cho hắn. Không nghĩ tới tên này lại dám nghênh ngang đi tới gần, Tần Trung tức giận tới mức hai mắt cũng tái đi. Hắn sao? Tần đường chủ tối sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía tiền trưởng lão. Trưởng lão, người này ngươi có quen biết hay không? Hắn là ân nhân của Hàn Sung, là một vị danh sư tứ tinh và thuần thú sư. Tiền trưởng lão nhướng mày, nhìn về phía thanh niên đang đi tới, khoát tay áo rồi nói. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nếu như muốn tiếp tục mượn linh thú thì xin lập tức rời đi. Người đi tới chính là Trương Huyền. Hắn thấy vị tiền trưởng lão này luôn thỏa hiệp, cho nên tràn ngập bất đắc dĩ mới đi ra. Nghe thấy người này nói như thế. Hắn vừa định nói thì Ngọc Phi Nhi ở sau lưng đã lên tiếng. Nếu như chúng ta không đi thì sao? Không đi, vậy thì đừng nghĩ tới mượn linh thú nữa. Hơi vung tay lên, tiền trưởng lão đang muốn nói hết lời thì chỉ thấy sắc mặt tần đường chủ tái nhợt, bờ môi không ngừng phát run. Đồng thời không ngừng nháy mắt với hắn. Khụ khụ, tiền trưởng lão, người không vội nói trước. Làm sao vậy? Thấy đường chủ kỳ quái như thế, tiền trưởng lão rất là nghi hoặc. Còn chưa kịp hỏi một câu thì chỉ thấy nữ tử đi theo phía sau LNWG Trương Sư như tùy tùng đã đi tới gần. Hai mắt nhìn về phía tần đường chủ, cười nhạt một tiếng. Nếu như ta nhớ không sai,
ngươi tên là Tần Chiêu đúng không? Hóa ra ngươi là đường chủ của thú đường nơi này. Tần Chiêu bái kiến Ngọc Phi Nhi công chúa. Sắc mặt Tần đường chủ tái nhợt, vội vàng ôm quyền. Ngươi còn nhận ra ta sao? Hừ một tiếng, hai tay Ngọc Phi Nhi chắp ra sau lưng, không giận mà tự uy, mang theo uy nghiêm của một vị công chúa. Tại hạ, cùng ân sư đi hoàng cung, đã may mắn gặp qua công chúa một lần. Tần Chiêu đường chủ vội vàng ôm quyền nó, còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của con trai mình từ phía xa truyền tới. Cha, chính là nữ nhân này, còn có người thanh niên kia, bọn hắn đều cùng một ruột, đều không phải là người tốt. Người nhất định phải hả giận giúp con. Tần Trung bị người ta che khuất cho nên cũng không thấy rõ thái độ của phụ thân, hắn còn tưởng rằng phụ thân đang muốn giúp mình hả giận cho nên vẫn còn đang hưng phấn tới mức hai mắt đỏ bừng. Hắn bên này cao hứng thì Tần đường chủ ở phía trước nghe thấy hắn nói như thế, thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa đã ngất đi tại chỗ. Đừng gọi ta. Ta không phải là phụ thân ngươi, ngươi là phụ thân của ta không được sao? Người khác đều là hiếu tử, ngươi đang chơi phụ thân ngươi sao? Chương 1235, không chết. 1. Công chúa. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo, sắp co giật của đường chủ, tiền trưởng lão không nhịn được nhìn qua. Diệp Vấn Thiên có mấy vị công chúa, thế nhưng bất kể tuổi tác hay là dung mạo đều không giống như vị trước mắt ha. Hơn nữa xem như là công chúa thì thế nào chứ? Người thân là đường chủ thú đường, cường giả hóa phàm bát trọng đỉnh phong, coi như Diệp Vấn Thiên cũng không dám làm gì ngươi. Mà ngươi lại sợ một vị công chúa như vậy sao? Là, lục công chúa Ngọc Phi Nhi điện hạ của Hồng Viễn đế quốc. Thấy vẻ mặt hắn có chút mê hoặc, Tần đường chủ không nhịn được truyền âm. Hồng Viễn đế quốc. Thân thể tiền trưởng lão co rút lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Người đi theo sau lưng Trương Sư, không nói lời nào. Giống như thị nữ lại là công chúa của Hồng Viễn đế quốc sao? Hồng Viễn đế quốc là đế quốc nhất đẳng, cường giả như rừng, còn có danh sư học viện nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Công chúa của đế quốc này địa vị tôn sùng, coi như trách mắng Diệp Vấn Thiên thì hắn cũng không dám phản kháng. Ngươi xác định không có nhìn nhầm đó chứ? Nếu như nàng thực sự là công chúa, vậy vị trương sư này lại có thân phận gì mà có thể khiến cho công chúa cam tâm tình nguyện theo ở phía sau như thế? Phi Nhi, người biết hắn sao? Thấy vẻ mặt Ngọc Phi Nhi nghiêm túc, bày ra thân phận công chúa, Lạc Thất Thất đi về phía trước. Là lần sinh nhật kia của ta, bạch trưởng lão thú viện đã đưa ta một đầu bạch vĩ thanh hồ, đúng lúc hắn đi theo sau lưng, trí nhớ của ta rất tốt, cho nên mới nhớ. Ngọc Phi Nhi thản nhiên nói. Ồ, Lạc Thất Thất gật đầu. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới, còn tưởng rằng là một đệ tử bình thường của bạch trưởng lão. Không nghĩ tới lại làm đường chủ thú đường ở đây. Làm hảo hữu của nàng cho nên sinh nhật Ngọc Phi Nhi tự nhiên nàng cũng đi, lúc ấy bạch trưởng lão đã tặng cho hảo hữu nàng một đầu bạch vĩ thanh hồ. Thứ này ngay cả nàng cũng cảm giác có chút hâm mộ, lúc này vừa nói ra thì nàng đã lập tức cảm thấy vị tần đường chủ này rất là quen thuộc. Vị này là, Lạc Sư. Tần đường chủ cũng nhận ra được nàng, khóe miệng càng co giật. Nhãn lực của ngươi không tệ, tại hạ là danh sư ngũ tinh. Lạc Thất Thất. Lạc Thất Thất gật đầu. Danh sư ngũ tinh. Thân thể tiền trưởng lão ở bên cạnh run rẩy một cái. Nếu ngươi sớm nói ngươi là danh sư ngũ tinh, như vậy ta còn làm ra vẻ làm gì a? Nhất định đã sớm giúp các ngươi tìm linh thú rồi. Hắn dùng vẻ mặt u oán nhìn về phía Hàn Sung cách đó không xa. Ngươi không nói vị trương sư này từ vạn quốc thành tới, lại còn là danh sư tứ tinh hay sao? Làm sao danh sư ngũ tinh cũng là học sinh của hắn chứ? Hàn Sung lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Trương Huyền. Mấy tháng trước không phải ngươi mới khảo hạch danh sư tứ tinh hay sao? Từ lúc nào công chúa Hoàng Thất Hồng Viễn đế quốc và danh sư ngũ tinh đã thành học sinh của ngươi, đi theo phía sau ngươi cơ chứ? Không chỉ mấy người này nổi điên mà Tần Trung ở phía sau đám người rốt cục cũng ý thức được vấn đề, sau khi nghe xong đoạn đối thoại, cả đám suýt chút nữa đã khóc lên. Hắn... không ngờ lại dám đùa giỡn công chúa Hồng Viễn đế quốc và một vị danh sư ngũ tinh. Thậm chí mới vừa rồi bảo phụ thân giáo huấn đối phương. May mắn người ta không có so đo, nếu như so đo, cho dù giết chết tại chỗ thì phụ thân hắn cũng không dám nói nửa câu. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên, vẫn nên giải quyết đầu tử Dực Thiên hùng thú này trước đi. Thấy mọi người càng nói càng nhiều, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Đầu linh thú hóa phàm tam trọng trên không trung đã sắp bị bóp chết. Nếu như các ngươi tiếp tục hàn huyên,
chỉ sợ ngay cả thịt cũng đã cho đối phương ăn a. Giải quyết như thế nào đây? Trương sư có biện pháp hay sao? Sau khi xác định Ngọc Phi Nhi công chúa và Lạc Thất Thất đều nghe theo vị trương sư này, Tần Đường chủ cũng biết hắn không đơn giản cho nên vội vàng nhìn qua. Ta sẽ thương nghị với nó một chút, nhìn xem rốt cục là nó muốn làm cái gì. Nhíu mày, suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Nếu như đối phương có huyết mạch long tộc, như vậy hắn có thể thử, hồng, một chút, thậm chí là, bò, ò. Mới vừa học xong, thế nhưng nếu không có, tác dụng của hai cách phát âm này sẽ không lớn. So với việc chơi đùa còn không bằng hỏi đối phương một chút xem, rốt cuộc đối phương cần gì, muốn làm gì. Thương nghị. Vẻ mặt Tần Đường chủ và Tiền trưởng lão vô cùng nghi hoặc. Ngôn ngữ không thông, nếu như có thể thương nghị thì làm sao bọn họ lại đến mức bị động như vậy? Trong lúc đang không biết đối phương muốn làm gì thì chỉ thấy thanh niên kia đã tiến lên một bước. Em, phần trăm A còng đô la thăng 3. Tử Dực Thiên Hùng thú trên bầu trời sửng sốt một chút, không nhịn được phát ra tiếng. Hống 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 hống. Thanh niên. Thăng đô la phần trăm đô la. Phần trăm. Thiên Hùng thú. Hống 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 hống. Đây là thú ngữ. Thấy một người một thú đối đáp ở cách đó không xa, trong mắt Tần Đường chủ trợn trừng, như sắp rớt ra ngoài. Thuần thú sư có thể nói thú ngữ, cho dù có kém tới mấy thì lúc khảo hạch lục tinh, thất tinh sẽ đơn giản đến cực điểm. Chỉ cần tu vi đạt tới là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Loại người này xuất hiện ở đây, đây là chuyện mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tiền trưởng lão, không phải ngươi muốn học tập thú ngữ ư? Có thể học cùng vị trương sư này. Tràn ngập hưng phấn, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía tiền trưởng lão cách đó không xa, vừa nhìn qua, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy vị trưởng lão mới vừa rồi còn có vẻ mặt chính trực thì lúc này miệng há hốc, vẻ mặt như phát điên, bộ dáng sắp điên tới nơi rồi. Cũng khó trách hắn sắp phát điên, vừa rồi tên này còn nói là mình một chữ cũng không biết đối với thú ngữ thượng cổ. Sau khi vào nhà 10 phút đồng hồ đã nói học xong. Vốn hắn cho rằng chỉ là thuận miệng nói một chút lời nói vô căn cứ, thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đây lại là sự thật. Thú ngữ thượng cổ, từ lúc nào dễ học được như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ, bản thân hắn nghiên cứu 50 năm, quả thực đã nghiên cứu lên trên thân chó hay sao? Nếu không làm sao có thể tới mức ngay cả 10 phút của đối phương cũng không bằng chứ? Trong lúc đang sụp đổ thì chỉ thấy thanh niên đã kết thúc thương nghị với thiên hùng thú ở trên không trung, lại mang theo vẻ mặt cổ quái đi tới. Thế nào? Không để ý tới suy nghĩ lung tung trong đầu, tiền trưởng lão vội vàng nhìn qua. Chương 1236, không chết. 2. Nó, nói gì với ngươi vậy? Những năm này, hắn vẫn muốn biết đầu thiên hùng thú này nói cái gì, càng muốn biết lúc trước long nham thú đã nói cái gì rồi mới chết đi. 50 năm qua hắn chăm chỉ không ngừng học tập thú ngữ cũng là vì chuyện này. Thiên hùng thú nói. Trương Huyền vò đầu. Muốn làm cho ngươi chết. Ta biết nó muốn giết ta, là ta hại chết long nham thú, hại chết tình lữ của nó, cho nên nhất định nó đã hận chết ta rồi. Sắc mặt tiền trưởng lão trắng bệch. Long nham thú và đối phương là một đôi, nếu không phải hắn tùy hứng thì nhất định nó sẽ không chết. Thế nhưng không có nếu như vậy nó không hận hắn mới là lạ. Khụ khụ, không phải là bởi vì nguyên nhân này. Nghe thấy hắn tự trách như thế, Trương Huyền đành phải cắt ngang lời hắn. Không phải, như vậy là bởi vì cái gì? Tiền trưởng lão sững sờ. Là bởi vì, lời trước khi long nham thú chết đã nói ra. Trương Huyền nói. Lời nói trước khi chết của nó. Nó, nói cho ngươi biết sao? Tiền trưởng lão kích động tới mức toàn thân run rẩy. Những năm này, hắn vẫn luôn muốn biết long nham thú có gì ngôn gì muốn nói. Đáng tiếc, đầu thiên hùng thú này lại không nói, cho dù có nói thì hắn cũng hoàn toàn không hiểu, làm cho hắn những năm này rất áy náy trong lòng. Hiện tại vị trương sư này nói lâu như vậy với thiên hùng thú, còn nói ra lời này, chẳng lẽ thiên hùng thú đã nói ra lời nói trước khi chết của long nham thú hay sao? Đúng. Vẻ mặt Trương Huyền càng thêm cổ quái. Nó nói cái gì, có phải bảo ta sống cho tốt, thay nó kéo dài sinh mệnh hay không? Nhớ tới đầu thú sủng trung thành tuyệt đối kia, cùng với tình cảm giữa hai người, hốc mắt tiền trưởng lão đỏ lên, nước mắt không kìm lòng được, à chảy xuống. Long nham thú nói. Trương Huyền xoắn suýt nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là nói. Long nham thú nói, ta còn chưa có chết. Không chết. Tiền trưởng lão run rẩy một cái,
phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã hôn mê tại chỗ. Nhưng, ta đã chôn nó rồi. Hắn vẫn cho rằng câu nói sau cùng của thú sủng là bàn giao hậu sự, bảo mình sống cho tốt, kết quả lại nói. Ta còn chưa có chết. Mẹ nó. Ta đã sờ qua, toàn thân lạnh lẽo, thi thể cứng ngắc, làm sao có thể không chết được cơ chứ? Hơn nữa, coi như thực sự không chết thì cũng đã chôn dưới lòng đất 50 năm, cũng phải chết a. Không chỉ tiền trưởng lão phát điên mà là Thất Thất, Ngọc Phi Nhi ở bên cạnh cũng vậy, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa đã rớt ra ngoài. Mới vừa rồi hai nàng nghe nói thú sủng vì hắn mà chết, trung thành có 102, vốn hai nàng đã cho rằng đây là một cố sự thê lương, không nghĩ tới. Con mẹ nó, lại là cố sự kinh dị a hát. Không chết lại chôn sống. Đoán chừng Long Nham thú sự không có chết, thế nhưng cũng đã chôn sống a. Tần Đường chủ và các trưởng lão khác cách đó không xa cũng vậy, thân thể đều nhoáng một cái, suýt chút nữa đã thổ huyết. Thú sủng của ngươi vì ngươi mà cống hiến ra tinh huyết của bản thân, kết quả không chết thì đã bị ngươi chôn sống. Tình lữ của nó có thể buông tha ngươi mới là lạ. Những năm này chỉ tới quấy rối, không có giết chết ngươi, nói thật cũng đã rất nể tình rồi. Đột nhiên nghe được tin tức này, Trương Huyền cũng có suy nghĩ giống như những người khác. Chỉ có điều, hắn cũng biết đối phương quả thực không biết, những năm này dằn vặt cũng đã đủ rồi, cho nên hắn không nhịn được nhìn qua. Chôn, ngươi không có hỏa táng nó đó chứ? Cái này, không có. Tiền trưởng lão lắc đầu. Lúc đó hắn đã chuẩn bị hỏa táng xong, thế nhưng đầu thiên hùng thú này liều mạng làm loạn, cuối cùng hắn cũng không có hỏa táng, đành phải chôn ở núi rừng, xây nhà làm bạn. Không có là tốt rồi, nghe ý tứ của thiên hùng thú nói. Lúc ấy Long Nham thú chỉ là tạm thời cứng ngắc, thuộc về một loại trạng thái chết giả. Chỉ cần điều dưỡng sinh tức, có lẽ có thể một lần nữa phục sinh, mặc dù ngươi chôn, thế nhưng... Không có hỏa táng thì có lẽ còn có cơ hội. Trương Huyền trần chờ một chút rồi nói. Vừa rồi Tử Dực Thiên Hùng Thú đã nói rõ chi tiết, trong cơ thể Long Nham Thú có huyết mạch Long Tộc. Bên ngoài thân giống như là Nham Thạch, cho nên mới có cái tên này. Sau khi mất đi tinh huyết, thân thể sẽ giống như Nham Thạch vậy, trạng thái như chết, nhịp tim và hô hấp đều sẽ đứng quãng. Thế nhưng trên thực tế cũng không chết đi, chỉ cần cho nó dược vật ôn dưỡng nhất định thì có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ một lần nữa thức tỉnh lại. Long Nham Thú rất là thưa thớt, lại thêm không chủ động tổn thất tinh huyết quy mô lớn. Do đó, bên trên không ít sách vở đều không có ghi chép lại, ngay cả vị thuần thú sư ngũ tinh như tiền trưởng lão cũng không biết được. Sau khi hôn mê, không cần hô hấp cũng không có nhịp tim, coi như bị chôn. Chỉ cần không có hỏa táng, không có hư thối thì có lẽ cũng có thể phục sinh a. Bất kể nói thế nào thì đây cũng là siêu cấp linh thú hóa phàm bát trọng thân mang huyết mạch Long Tộc. Không có khả năng dễ dàng chết như vậy a. Có cơ hội. Vẻ mặt tiền trưởng lão như là muốn khóc. Nhưng, ta đã chôn 50 năm. Nếu như mới vừa chôn 2, 3 tháng, nửa năm, 1 năm thì hắn cũng cảm thấy còn có cơ hội. Thế nhưng bây giờ đã chôn tròn 50 năm mà cũng không có động tĩnh, coi như trước kia giả chết thật thì hiện tại cũng đã chết thật không sai biệt lắm a. Đừng có gấp, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem có thể cứu sống được là tốt nhất, không làm sống lại được. Cũng không có cách nào a. Trương Huyền đành phải lắc đầu nói một câu. Ai bảo ngươi chôn sống người ta, cứu sống là tốt nhất, nếu không cứu sống được vậy thì cũng không có cách nào. Tiền trưởng lão liền vội vàng gật đầu, mọi người vội vã đi đến nhà cỏ, còn chưa đi xa thì Trương Huyền mới nhớ tới một việc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Dực Thiên Hùng Thú trên bầu trời, hai hàng lông mày nhíu lại. Còn không mau thả đầu linh thú kia xuống. Giống. Thiên hùng thú lên tiếng, vẻ mặt dấp tơ láp ủy khuất buông móng vuốt ra. Phanh! Linh thú ngã xuống đất, cái lưỡi lè ra, nhất thời ngất đi. Chương 1237, Trương Huyền cứu thú 1. Cứu đầu linh thú kia xong, đoàn người vội vã chạy tới nhà tranh. Rất nhanh, mọi người đã lần nữa nhìn thấy tấm bia đá và phần mộ giống như dốc núi kia. Mở ra! Biết chuyện này khẩn cấp, Trương Huyền cũng không nhiều lời mà bàn tay lớn vẫy một cái. Tiền trưởng lão khẽ gật đầu, nhướng mày, bỗng nhiên đánh về phía trước. Ầm ầm, chân khí hùng hậu sao động, lực lượng cuồng bạo lan tràn khắp nơi, dốc núi dưới sự thôi động của hắn, cây cối dần dần bị thanh trừ, lộ ra một cái mộ thất cực lớn. Người xây dựng mộ thất, xem ra còn có hy vọng. Nhìn thấy tiền trưởng lão cũng không cứng rắn chôn thú sủng xuống, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ mộ thất nhìn qua rất nhỏ, xem như cũng có không gian nhất định. Lại cộng thêm bản thân bùn đất cũng có khe hở với nhau, cho nên không khí có thể đi vào được. Còn không đến mức không chết mà lại bị chôn sống tới chết. Cũng coi như là bất hạnh trong vạn hạnh. Đẩy cửa lớn mộ thất ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào, lập tức nhìn thấy trong phòng có thi thể của một đầu long nham thú to lớn đang nằm ở dưới đất. Đầu đại gia hỏa này toàn thân như là tảng đá, mặc dù đã trải qua 50 năm, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng hư thối. Không hổ là long nham thú. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền gật gật đầu. Đổi lại là linh thú bình thường, nếu như bị chôn 50 năm, không có người quan tâm tới thì có lẽ không chết cũng gần như thối rữa hết. Long nham thú, trong cơ thể nắm giữ huyết mạch long tộc, bên ngoài thân càng giống như là nham thạch vậy, rất là cứng rắn. Cho dù cách nhau mấy chục năm, thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhanh đi mời y sư. Thấy, thi thể, không có biến hóa, tiền trưởng lão rất là kích động, xoay người nhìn về phía Hàn Sung. Lão sư, Trương sư chính là, y sư rất lợi hại a. Hàn Sung vội nói. À, đúng rồi, Trương sư, cầu ngươi mau mau cứu long nham thú. Tiền trưởng lão không nhịn được nói, đầu gối mềm nhũn, đang muốn quỳ xuống. Long nham thú là đồng bọn của hắn, những năm này, mỗi một ngày hắn đều sống trong tự trách. Vốn hắn cho rằng kiếp này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó còn chưa có chết. Nếu quả thật có thể cứu sống được nó, đừng nói là quỳ xuống, coi như bảo hắn lập tức chết đi thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đương nhiên, còn nhiều hơn nữa là sự hổ thẹn. Đối phương vì cứu hắn mà đã suýt chút nữa chết, kết quả bản thân lại bởi vì nghe không hiểu lời nói của đối phương cho nên lại chôn nó dưới đất hơn 50 năm. Nếu như không cứu sống được nó thì có khả năng hắn sẽ không sống nổi, áy náy mà phải tự sát. Tiền trưởng lão không cần phải khách khí, nếu như có thể cứu, ta sẽ ra tay. Biết tâm tình của đối phương, Trương Huyền cũng không nhiều lời mà đi mấy bước tới gần thi thể long nham thú to lớn ở trước mắt. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thân thể nó. Ngay sau đó hắn ra vẻ dạo qua một vòng, cúi đầu trầm tư. Một lát sau mới quay về, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, tiền trưởng lão khẩn trương tới mức toàn thân cứng ngắc, không nhịn được hỏi. Nó, còn có thể cứu sống được không? Nó thật sự không chết, chỉ là... Trương Huyền trần chờ một chút. Bị chôn dưới đất 50 năm, sinh cơ trong cơ thể đã bị cắt đứt, muốn cứu sống cần đan dược kích hoạt sinh cơ, còn có linh thạch nữa. Đan dược kích hoạt sinh cơ, chỗ ta có 3 viên đạp hư tạo hóa đan, coi như là cường giả hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh cũng có hiệu quả cực mạnh. Tần Đường chủ tiến về phía trước một bước, đưa ra một cái bình ngọc. Chỗ của ta cũng có 2 viên sinh linh đan, xem như là đan dược tuyệt cao để kích hoạt sinh cơ. Lại có một vị trưởng lão đi tới. Ta không có đan dược, nhưng linh thạch ta lại có không ít, đây là 500 viên linh thạch trung phẩm. Bọn hắn đều là hảo hữu mấy chục năm với tiền trưởng lão, nếu như quả thật có thể cứu sống đầu long nham thú này. Như vậy không chỉ đối với tiền trưởng lão là một an ủi cực lớn mà đối với thực lực của toàn bộ thú đường cũng là một lần tăng trưởng rất lớn. Không sai. Nhìn thấy đồ vật chất đống càng ngày càng nhiều, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Ta còn cần trận kỳ ngũ hành, tử trúc mực, 3 thùng lớn thú huyết, không cần những cái khác. Chỉ cần đầu tử dực thiên hùng thú bên ngoài kia là đủ. Còn có đạm thanh hương, tử lăng yên. Thấy đan dược khôi phục sinh cơ và linh thạch, Tần Đường chủ và mấy vị trưởng lão đã gom góp đủ. Trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng thú đường giàu có, Trương Huyền lại tiếp tục nói ra mấy chục loại đồ vật. Những thứ này, nghe thấy tên những vật phẩm này, tất cả mọi người đều cau mày, mỗi một người đều rất là nghi hoặc. Trước đó đan dược sinh cơ, linh thạch thì bọn hắn còn có thể lý giải được. Dù sao chuyện này có quan hệ với sinh mệnh, đạm thanh hương, tử lăng yên. Những vật này thì có tác dụng gì chứ? Đạm thanh hương ta đã nghe nói qua, có tác dụng định hồn, nghe nói là đồ vật mà vu hồn sư thường dùng. Một trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không nhịn được nói. Vu hồn sư. Mọi người sững sờ. Loại nghề nghiệp này đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử vài vạn năm rồi, chẳng lẽ? Người thanh niên trước mắt này biết. Chỉ là một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi, không có liên quan quá nhiều tới vu hồn sư. Trương Huyền khoát tay áo. Đúng rồi. Lại chuẩn bị cho ta thêm ngân châm dài 3 thước, tổng cộng là 108 cây, xà tiên của lục vĩ xà, 1 chén. Vu hồn sư là do danh sư lúc trước diệt đi, cho nên coi như hắn biết thì cũng không thể thừa nhận,
dù sao đối phương cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1238, Trương Huyền cứu thú 2. Xà tiên của Lục Vĩ Xà, đây chính là kịch độc a. Tần đường chủ không nhịn được nói. Đạm Thanh Hương, Tử Lăng Yên hắn không biết dùng để làm cái gì, thế nhưng xà tiên Lục Vĩ Xà hắn lại biết rất rõ. Chỉ cần một giọt, ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng cũng có thể bị hạ độc chết tại chỗ, thanh niên này muốn thứ này làm gì? Độc, không chỉ có thể giết người mà có đôi khi cũng có thể cứu người. Trương Huyền khoát tay áo. Dùng độc cứu người, đây là thủ đoạn mà độc sư mới có. Mọi người lần nữa co rụt lại. Mặc dù thanh niên trước mắt không nói, thế nhưng độc không phải có thể dùng linh tinh được. Muốn dùng cái này cứu người, nếu như không phải là độc sư thì căn bản sẽ không làm được. Hắn không phải y sư hay sao? Làm sao lại biết thủ đoạn vu hồn, lại biết thủ pháp của độc sư? Còn có thuần thú sư, danh sư, thú ngữ thượng cổ. Ngươi còn có cái gì không biết nữa hay không? Được rồi, chỉ có những vật này thôi, nhanh đi chuẩn bị đi. Nói ra tên toàn bộ đồ vật xong, Trương Huyền khoát tay áo. Được, ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Tiền trưởng lão gật gật đầu, vội vàng lui ra ngoài. Không thể không nói, tài lực của thú đường quả thực kinh người, các đồ vật mà Trương Huyền nói tới, chẳng những thưa thớt, lại còn liên quan tới mấy chức nghiệp, lộn xộn không chịu nổi. Đổi lại là công hội chức nghiệp bình thường, căn bản không có khả năng tìm ra được toàn bộ. Thế nhưng thú đường chỉ dùng không đến 3 canh giờ thì đã tìm đủ được toàn bộ. Thậm chí còn có một ít thứ lại chuẩn bị thêm mấy phần, sợ trong lúc thời khắc mấu chốt không đủ đồ dùng. Tốt rồi, đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, chư vị đi ra ngoài đi. Khi ta trị liệu cần yên tĩnh tuyệt đối, không có ta lên tiếng, mong rằng chư vị có thể thay ta bảo vệ bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vốn hắn cho rằng những vật phẩm này, ít nhất phải 3-4 ngày thì mới có thể tìm đủ. Thế nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành, Trương Huyền cũng âm thầm cảm khái, nhìn quanh một vòng rồi khoát tay áo. Lát nữa hắn trị liệu có liên quan tới quá nhiều thứ, hơn nữa còn phải không ngừng mượn Thiên Đạo Thư Viện, nếu như để người ngoài quan sát sẽ khó tránh khỏi xuất hiện không ít phiền phức. Được, tiền trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó cùng với đám người tần đường chủ lui ra ngoài. Lạc Thất Thất và Ngọc Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng đi ra ngoài. Rất nhanh, bên trong mộ thất chỉ còn lại có một mình hắn. Nhìn đồ vật đã chuẩn bị xong ở trước mắt, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, thu vào trong giới chỉ chữ vật. Ngay sau đó hắn nhíu mày, cổ tay rung lên, trận bàn tụ linh trận ngũ tinh được ném ra ngoài. Hắn muốn những vật này cũng không phải giữ lại để cho bản thân dùng, mà là thực sự muốn dùng vào trên người đầu long nham thú này. Lúc trước đầu linh thú này vì cứu tiền trưởng lão mà hao hết tinh huyết, dựa theo tình huống bình thường. Chỉ cần bổ sung huyết dịch cho đối phương, hoặc là dùng một chút vật phẩm đại bổ, hoặc là dùng linh khí để tầm bổ. Chỉ cần mấy năm là có thể phục sinh được. Thế nhưng tiền trưởng lão cái gì cũng không có làm. Linh khí trong địa cung cực kỳ thưa thớt, đầu linh thú này ngay cả duy trì sinh cơ cũng không làm được. Trải qua 50 năm, coi như không chết thì sinh mệnh cũng sẽ trở thành rất là nguy hiểm. Giống như là ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió dập tắt. Đổi lại là y sư khác, cho dù là thất tinh, bát tinh, thậm chí là cửu tinh, chỉ sợ cũng sẽ hết cách xoay chuyển. Thế nhưng Trương Huyền lại khác. Hắn nắm giữ thiên đạo chân khí, tinh thuần như nước, chỉ cần còn có sinh cơ thì hắn có thể duy trì cho đối phương không chết. Bất quá, nếu chỉ riêng thiên đạo chân khí còn chưa đủ, nó tổn thất tinh huyết, lại bị chôn dưới đất mấy chục năm. Cho nên vẫn còn cần dược vật gia tăng sinh cơ và linh khí hùng hậu để chống đỡ. Mà còn một thứ quan trọng hơn là, thủ đoạn vu hồn. Đúng như vị trưởng lão kia nói, Đạm Thanh Hương, Tử Lăng Yên quả thực là đồ vật mà chỉ có vu hồn sư mới dùng. Mặc dù linh hồn của nó không giống như Lộ Sung lúc trước, rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng 50 năm không có tỉnh lại thì cũng không kém nhiều. Cần phải dùng những vật phẩm này để triệu hoán vu hồn. Giúp nó khôi phục thì mới có thể cứu sống được nó. Còn xà tiên Lục Vĩ Xà, tần đường chủ nói không sai, quả thực là kịch độc. Chỉ có điều, không phải dùng để độc chết nó mà là dùng để kích thích huyệt đạo, lấy gai độc kích hoạt thân thể, khiến cho nó thức tỉnh. Có thể nói, lần trị liệu này thuần thú sư, vu hồn sư, y sư, độc sư, danh sư. Rất nhiều thủ đoạn đều được hắn dùng tới. Đổi lại là người khác thì quả thực là khó mà hoàn thành được. Cũng chỉ có quái thai như Trương Huyền mới có thể làm được. Trận bàn rơi xuống đất,
ném linh thạch mà vị trưởng lão vừa rồi đưa cho hắn, linh khí lập tức vây quanh, bao phủ thi thể của long nham thú vào bên trong. Ngón tay búng một cái, ngân châm đã chuẩn bị xong xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi chấm vào xà tiên lục vĩ xà, bóng người hắn hóa thành thiểm điện, đồng thời năm ngón tay khẽ gảy nhẹ. Trong nháy mắt, 108 cây ngân châm đã bay ra ngoài, phong bế 108 chỗ huyệt vị của long nham thú. Long nham thú thuộc về loại linh thú cực kỳ hiếm có, vài vạn năm qua, số lượng thuần phục thuần thú sư đều không cao hơn bản lĩnh của bản thân. Do đó, chuyện nó chết giả không người nào có thể biết, cũng không có lưu truyền tới nay. Ngay cả những chuyện này cũng không biết, huyệt vị của nó càng không có người nào biết được. Mà Trương Huyền cũng bởi vì nhìn qua thư tịch hình thành trong thư viện mới hiểu được vị trí phân bố huyệt vị. Phong bế huyệt đạo, bóng người của Trương Huyền càng lúc càng nhanh. Dựa theo đặc thù phương vị nhen lửa đạm thanh hương, Tử Lăng Yên, lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, tinh thần khẽ động. Ầm ầm, vu hồn ly thể. Hồn phách ở trên không trung, minh lý chi nhãn vận chuyển, nhìn qua một vòng, đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng chộp về một phía. Động tác nhẹ nhàng, giống như tình nhân đang triệu hoán nhau vậy. Ông, dường như cảm nhận được hắn triệu hoán, ngân châm ở trong huyệt mộ lập tức phát ra tiếng thanh minh, giống như tiếng chuông gió vậy. Thủ pháp đặc biệt của vu hồn sư, chiêu hồn thủ. Lúc trước từ chỗ của Mạc Hồn Sinh hắn đã nhận được vu hồn truyền thừa hoàn chỉnh, mà chiêu hồn thủ chính là một trong số đó. Một khi thi triển ra, coi như hồn phách rơi vào trầm luân cũng có thể bị lôi kéo ra. Thậm chí ngay cả người sống cũng có thể bị nhẹ nhõm tước đoạt hồn phách. Linh hồn đối phương đã ngủ say 50 năm, dùng thủ đoạn bình thường muốn làm cho nó tỉnh lại quá khó khăn, chỉ có thể sử dụng loại thủ pháp cực đoan này mà thôi. Không thành công thì cũng thành nhân. Cô cục cục. Ngân châm không ngừng chấn động, long nham thú vốn đang nằm đột nhiên lắc lư một cái, thân thể run rẩy, bắt đầu đứng lên, tựa như sắp sống là ai vơ dây. Không đúng. Nhìn thấy vậy, Trương Huyền không những không có cao hứng, mà ngược lại còn tối sầm mặt lại. Chương 1239, Thiên Hùng Thú Thần Phục 1. Trương Huyền dùng chiêu hồn thủ, dựa theo tình huống bình thường, thứ đi ra sẽ là linh hồn. Mà bây giờ, thi thể, lại động đậy. Điều này đã nói rõ, hồn phách không những không có thức tỉnh mà ngược lại còn ngưng kết cùng một chỗ với thân thể. Linh hồn và thân thể dung hợp, không nói tới việc triệu hoán không ra, muốn làm cho nó thức tỉnh, sẽ khó hơn rất nhiều. A, quát nhẹ một tiếng, ngón tay lần nữa bắn ra, trận kỳ ngũ hành đã chuẩn bị xong từ trước chia làm 5 phương vị, cắm vào trong mặt đất. Hối ngũ hành, bù âm dương. Đây là thủ đoạn của vu hồn sư, sinh hồn quyết. Người có 3 hồn 7 phách, thú cũng thế, hồn phách dung nhập vào trong thi thể, coi như dung hợp nhiều hơn nữa thì cũng sẽ có một hồn 1 phách không có cách nào tương dung được. Cũng giống như là dầu và nước vậy. Sinh hồn quyết chính là mượn một hồn 1 phách không có cách nào tương dung này, sau đó lại tước đoạt lại những hồn phách còn lại. Đương nhiên, muốn làm được chuyện này cũng cần ngũ hành chi lực giúp đỡ. Ngũ hành chuyển thì mới có thể hiện âm dương. Âm dương sinh, mới có thể chọc thanh phân. Ầm ầm, trận kỳ ngũ hành vận chuyển, hoa cỏ cây cối chung quanh địa cung lập tức héo úa, sinh cơ bị tước đoạt, bùn đất biến thành màu trắng, thổ chi lực bị tước đoạt, đồ vật kim loại rỉ sét, kim chi lực bị tước đoạt. Sau đó là thủy chi lực, hỏa chi lực. Trong nháy mắt ngũ hành đã hội tụ, dung nhập vào trong mi tâm của long nham thú. Nương theo ngũ hành càng ngày càng tràn ngập, âm dương chi khí trong cơ thể đối phương quả nhiên đã hùng hậu hơn rất nhiều. Thi thể vốn khô khốc như nham thạch dần dần trở nên đỏ ửng. Phù! Trương Huyền biết giai đoạn chuẩn bị trước đó của mình đã có hiệu quả, hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lần nữa múa may, triệu hoán về phía trước một lần nữa. Ầm! Một cỗ hồn phách long nham thú cực lớn được triệu hoán ra, lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh mà thản nhiên. Chẳng qua hai mắt nhắm nghiền, không có thức tỉnh. Đổi lại là bình thường, một khi linh hồn ly thể, chẳng mấy chốc sẽ suy giảm suy yếu. Đến cuối cùng sẽ tán loạn trong không khí, chẳng qua chung quanh đã đốt đạm thanh hương lên, củng cố hồn phách vững chắc. Cho nên mặc dù khí tức ở trong địa cung hỗn loạn thì cũng không ảnh hưởng được tới hồn phách của nó. Đi! Hít sâu một hơi, lần nữa bắn ra, tất cả đan dược kích hoạt sinh cơ mà các trưởng lão cho vừa rồi đã hóa thành khói mù. Bắn thẳng và hội tụ vào trong linh khí ở chung quanh, khiến cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở rộng. Những đan dược này đối với cường giả hóa phàm bát trọng cũng có tác dụng, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, thân thể của hắn được thiên đạo chân khí ôn dưỡng,
vốn đã là sức sống bắn ra bốn phía. Cho nên có dùng những dược vật chân quý này thì cũng là lãng phí, nếu như hấp thu nhiều sẽ còn hóa dở. Một bước cuối cùng, ngừng thở, không nghĩ nhiều nữa, hắn cắn răng, bàn chân đạp mạnh, bỗng nhiên bay đến không trung. Đi ra, lòng bàn tay bắn ra 108 đạo ánh sáng chân khí, kết nối vào đuôi ngân châm châm, đồng thời nhấc lên. Ngân châm lập tức bay ngược ra, huyệt đạo trước đó bị nọc độc phủ kín trong nháy mắt lại giống như là cơn hồng thủy phát ra từ miệng cống, phát ra tiếng sấm sét ầm vang, hấp thu linh khí chung quanh vào bên trong. Hấp lực quá lớn, linh hồn mới vừa rồi còn đang đứng vững chắc trên không trung đã lập tức bị hút vào bên trong. Siêu, dược vật, linh khí, linh hồn trong chốc lát đã tiến vào trong thân thể, Trương Huyền lần nữa bắn ra, thú huyết xuất hiện, hóa thành tia nước nhỏ tràn vào thân thể của linh thú. Lập tức, lòng nham thú giống như nham thạch vỡ vỏ, chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên đỏ tươi, có hoa văn. Mà đại gia hỏa trước đó đã rơi vào hôn mê cũng bắt đầu có hô hấp và nhịp tim, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tỉnh lại vậy. Thành công! Thân thể nhoáng một cái, từ trên không trung ngã xuống, khuôn mặt Trương Huyền trắng bệch. Vì cứu đầu linh thú này mà hắn đã dùng hầu như toàn bộ bản lĩnh toàn thân mà hắn có thể sử dụng, bất kể là chân khí, tinh thần, hồn phách hay là thân thể, tất cả đều bị tiêu hao rất nhiều. Khoanh chân ngồi dưới đất, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh thạch. Liên tục hấp thu hơn 20 viên linh thạch trung phẩm, lúc này mới khôi phục lại được. Chân khí trong cơ thể cũng hoàn toàn khôi phục. Bị thua thiệt. Nhìn phần còn lại ở trước mắt, vẻ mặt Trương Huyền rất là bất đắc dĩ. Vốn hắn cho rằng cứu chữa đối phương cũng không quá khó. Hắn nghĩ những vật này có khả năng sẽ còn thừa. Thế nhưng không nghĩ tới, không những không có dư lại mà bởi vì mình bổ sung lực lượng mà còn góp vào hơn 20 viên linh thạch trung phẩm. Cứu linh thú cuối cùng thành ra lại như vậy cũng khiến cho hắn có chút ngây ngốc. Chỉ là, bất kể nói thế nào thì hắn cũng coi như đã thành công, không có đánh mất uy danh. Lắc đầu đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa đi ra tới cửa thì đã thấy đám người tiền trưởng lão vội vàng nhìn qua. Thế nào rồi? Bởi vì lo lắng cho nên khuôn mặt tiền trưởng lão trắng bệch. À, đã tốt rồi. Chỉ có điều, tổn thương thời gian quá lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại, có khả năng còn cần khôi phục mấy ngày. Trương Huyền thản nhiên nói, linh hồn đối phương đã ngủ say 50 năm, coi như ở dưới rất nhiều thủ đoạn của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng muốn tỉnh lại, không có mấy ngày thì cũng khó mà làm được. Quá tốt rồi, để ta vào xem. Nghe thấy hắn xác nhận, ánh mắt tiền trưởng lão sáng lên, vội vã muốn xông vào đi. Chẳng qua còn chưa tới gần thì đã cảm thấy trên người tê dần, một cái móng vuốt thô to đã đánh bay hắn qua một bên. Tử Dực Thiên Hùng Thú. Chương 1240, Thiên Hùng Thú Thần Phục 2. Tên này tổn thất 3 thùng huyết dịch, thân thể có chút suy yếu. Chỉ có điều, hai mắt lại sáng ngời có thần, không có nóng nảy như trước đó, thân thể khổng lồ vặn một cái, chui thẳng vào bên trong địa cung. Thấy nó còn tích cực hơn mình, tiền trưởng lão cười khổ một tiếng rồi đi theo. Một lát sau hắn mới đi ra, khi lần nữa nhìn về phía người thanh niên trước mắt thì trong mắt đã tràn ngập vẻ cảm kích, đầu gối mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất. Tiền trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Không nghĩ tới lão sư Hàn Sung, vị thuần thú sư ngũ tinh đỉnh phong này nói quỳ là quỳ, khiến cho hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Trương Huyền sững sờ, vội vàng vươn tay muốn kéo hắn lại. Trương sư, xin đừng ngăn cản ta, ngươi đã cứu mạng nó, chẳng khác nào ta nợ ngươi một cái mạng. Về sau nếu như Trương sư có chỗ cần sai bảo, ta muôn lần chết cũng không chối từ. Nặng nề dập đầu mấy cái, bàn tay tiền trưởng lão dựng thẳng lên, lập ra lời thề. Long nham thú chết, hắn còn sống cũng không khác gì đã chết. Cho nên 50 năm qua mới một mực học tập thú ngữ thượng cổ, muốn biết trước khi chết thú sủng mình nói gì. Chính bởi vì lòng tín niệm này mới làm cho hắn sống đến bây giờ. Vốn hắn cho rằng, kiếp này sẽ là như thế. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị thiếu niên trước mắt này không chỉ giải được lời nói của thiên hùng thú mà còn cứu sống thú sủng bởi vì sai lầm của mình mà tử vong. Vì vậy có thể tưởng tượng được sự cảm kích trong lòng hắn lúc này. Có thể nói, hiện tại coi như Trương Huyền bảo hắn lập tức đi chết thì hắn cũng sẽ không chút do dự. Cái này, từ trong ánh mắt đã nhìn ra sự kiên định của đối phương, Trương Huyền biết loại người như lão giả này một khi quyết định sẽ không thay đổi, hắn cười khổ lắc đầu. Được rồi, ta cũng không muốn mạng của ngươi, giúp ta tìm một đầu linh thú phi hành cấp bậc hóa phàm bát trọng là được, ta muốn đi Hồng Viễn Đế Quốc.
Lần này mục đích tới thú đường chính là vì tìm kiếm linh thú, vị trưởng lão này đã nguyện ý trợ giúp. Như vậy tìm một đầu linh thú thì cũng không tính là cái gì. Chuyện này cứ tính vào trên người ta. Tiền trưởng lão gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đã nghe cánh cửa địa cung sau lưng kéo kẹt một tiếng. Lại một lần nữa mở ra, thiên hùng thú vừa rồi chui vào cũng đã đi ra. Khi đi tới gần Trương Huyền, đầu linh thú này cũng giống như hắn, quỳ mọp xuống đất, đồng thời, cái đầu to lớn không ngừng cọ cọ vào người Trương Huyền. Đây là, thần phục. Nhìn thấy bộ dạng của đầu tử dực thiên hùng thú này, tất cả mọi người đều xôn xao, ngay cả tần đường chủ cũng sững sờ đứng tại chỗ. Thú đường đã bị đầu linh thú này hại cho đủ thảm, bất kể tìm ai tới cũng không có biện pháp nào làm gì nó. Vốn hắn cho rằng nó trời sinh tính quật cường, tuyệt không có khả năng thuần phục người nào. Thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chưa gặp vị trương sư này đến 4 canh giờ đã chủ động thần phục. Đầu linh thú này so với nhân loại còn nặng tình cảm hơn, nó bởi vì trương sư cứu long nham thú. Cho nên dưới cảm kích mới chủ động khuất phục. Lạc Thất Thất cảm khái. Đúng vậy à, có đôi khi linh thú quả thực đáng tin cậy hơn so với nhân loại ơn trọng cảm tình hơn rất nhiều. Ngọc Phi Nhi gật đầu. Long nham thú, chết, 50 năm, không những đầu tử dực thiên hùng thú này không có rời khỏi mà còn một mực vì nó mà chút giận, đủ để thấy được tình nghĩa của nó. Giờ phút này thấy, tình lữ phục sinh cho nên cũng cảm kích, cam tâm tình nguyện làm thú sủng của người khác, phần tình cảm và phần cố chấp này quả thực ngay cả một ít nhân loại cũng không thể làm được. Ngươi muốn làm thú sủng của ta? Trương Huyền cũng kịp phản ứng, có chút hài lòng nhìn đối phương một cái. Vừa vặn hắn đang thiếu một đầu linh thú có thể đi tới Hồng Viễn Đế Quốc, nếu nó đã nguyện ý, không còn gì tốt hơn. Giống. Tử Dực Thiên Hùng Thú dùng sức gật cái đầu to lớn một cái. Vậy thì tốt tốt. Ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi bắn ra, đi vào mi tâm đối phương, trong nháy mắt đã hoàn thành nghi thức nhận chủ. Được rồi, bây giờ ngươi mau chóng khôi phục, chờ Long Nham Thú vừa tỉnh thì chúng ta sẽ xuất phát đi Hồng Viễn Đế Quốc. Trương Huyền nói. Đại gia hỏa này tổn thất 3 thùng máu tươi lớn, thân thể suy yếu, coi như miễn cưỡng phi hành thì cũng không bay được bao xa. Còn không bằng chờ nó điều chỉnh thân thể cho tốt rồi nói sau. Nơi này là thú đường, bảo vật tẩm bổ cho linh thú có vô số, có tiền trưởng lão quan tâm, muốn làm cho nó khôi phục lại cũng không khó lắm. Lại nói, nó là tình lữ của long nham thú, chờ tròn 50 năm, không cho nó chờ long nham thú tỉnh lại rồi gặp một lần thì quả thực cũng không thể nào nói nổi. Dù sao nó thân là linh thú nửa bước cửu trọng, tốc độ rất nhanh, hắn cũng không vội vã 3 ngày, 5 ngày này a. Thấy đại gia hỏa này đã thần phục, tiền trưởng lão biết đối phương không cần mướn linh thú nữa. Vì vậy hắn chủ động sắp xếp chỗ cho đám người Trương Huyền, Lạc Thất Thất ở lại. Đúng lúc hiện tại cũng đi không được, Trương Huyền cũng không vội vã, trong thời gian 3 ngày này, hắn thu tất cả thư tịch trong phân bộ này vào trong đầu. Lại tốn tròn 1 ngày mới sửa sang lại thiên đạo thuần thú. Tất cả đều được học qua một lần. Trong thời gian 4 ngày ngắn ngủi, lý giải đối với thuần thú của hắn đã vượt qua tiền trưởng lão, thậm chí ngay cả so với tần đường chủ, người đã đạt đến đỉnh phong ngũ tinh chân chính cũng còn cao hơn. Bởi vì thu phục tử dực thiên hùng thú, lại thêm thú ngữ thượng cổ cho nên hắn cũng đã nhận được huy chương thuần thú sư chuẩn ngũ tinh. Hiện tại hắn chỉ là ngũ trọng hợp linh cảnh đỉnh phong, chỉ cần tu vi đột phá thì sẽ tự động biến thành thuần thú sư ngũ tinh chân chính. Tất cả đã chuẩn bị xong, vào ngày thứ 8, quả nhiên long nham thú đã tỉnh lại. Chuyện này khiến cho thiên hùng thú và tiền trưởng lão càng cao hứng, đối với thủ đoạn của Trương Huyền cũng càng phục sát đất thêm. Ngay cả mấy người tần đường chủ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bội phục không thôi. Cứu sống một linh thú đã chết 50 năm, chuyện này cũng không phải chỉ riêng y thuật, mà là y đạo đại tông sư chân chính. Ngày thứ 10, hao tổn của tử dực thiên hùng thú cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này ba người Trương Huyền và Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi mới cáo biệt thú đường, bay đi về phương hướng Hồng Viễn Đế Quốc. Vị trương sư này, đến danh sư học viện, tất nhiên sẽ trở thành minh tinh nổi bật nhất ở đó. Nhìn ba người rời khỏi, nhớ tới đủ loại thần kỳ của vị thanh niên này, tiền trưởng lão không kìm lòng được có chút cảm khái. Minh tinh, ta sợ, danh sư học viện sẽ gặp xui xẻo. Hàn Sung ở một bên không nhìn được có chút nhếch miệng. Chương 1241, quy củ của danh sư học viện 1. Trương Huyền ở trong Vạn Quốc Thành, Huyền Vũ Đế Quốc làm ra những chuyện gì? Mấy ngày nay hắn cũng đã nghe qua một chút, những chỗ mà Trương Sư đi qua, tất cả đều là một mảnh hỗn độn.
Danh sư học viện, tuyển nhận hắn làm học viên, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, quả thật đúng là không thể nói trước được. Xem ra chỉ có thể để cho học viện không biết đã thành lập được bao nhiêu năm tự cầu phúc cho mình a. Trên bầu trời, Tử Dực Thiên Hùng thú gào thét phi hành. Phía sau của nó là một đồ vật có bộ dáng tương tự như thuyền, dài 7-8 mét. Phía trên lầu các san sát, phân ra thành 3 gian phòng, đám người Trương Huyền vừa vặn mỗi người một gian, tách ra ở lại. Phi Chu. Đây là thú đường vì cảm tạ hắn thu phục sát tinh thiên hùng thú cho nên mới chuyên môn chế tạo riêng, phía trên có chỗ ăn ở lại, đầy đủ mọi thứ. Nghe thấy Phi Chu này ít nhất cũng có giá trị mấy ngàn linh thạch trung phẩm, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Xem ra lần này tới đó cũng không phải là giúp không công, coi như cũng có chút thu hoạch. Nếu như để cho những người khác trong thú đường biết ý nghĩ này, nhất định sẽ thổ huyết toàn bộ. Mấy ngày hắn tới thú đường, không nói tới việc thuần phục linh thú mạnh nhất. Mà vì chế tạo phi chu chân quý như thế cho nên mới phát giác ra được mình không có chịu thiệt. Tâm tư cũng quá lớn a. Có phải ngươi muốn vơ vét toàn bộ thú đường tới mức không có tiền, mới cảm giác hài lòng hay không? Kỳ thật Trương Huyền cũng không có ý tứ vơ vét sạch thú đường. Hắn chỉ nghĩ nếu có thể vơ vét được 180 viên linh thạch thượng phẩm, chỉ tiếc. Những năm này tiền trưởng lão đã bị vơ vét tới nghèo, ngay cả 100 viên linh thạch trung phẩm cũng không bỏ ra nổi chứ đừng nói chi là thượng phẩm. Lão sư, trên bong thuyền Phi Chu, nhìn cương phong trên bầu trời, Lạc Thất Thất đi tới gần phía hắn. Ngươi tới thật đúng lúc, trước đó ta đã nghe ngươi nói, danh sư học viện còn có đan viện, luyện khí học viện. Rốt cuộc là sao vậy? Trương Huyền nhìn về phía nàng. Hắn sắp tới danh sư học viện, mà đối với nơi này hắn lại không có chút hiểu biết nào. Như vậy nhất định không được. Danh sư cần có đầy đủ chức nghiệp phụ tu TH, mới có thể khảo hạch thành công, do đó học viện không riêng gì chỉ là nơi để học tập năng lực danh sư mà còn có rất nhiều chức nghiệp phụ tu có thể trực tiếp học tập ở trong nội bộ. Lạc Thất Thất giới thiệu. Trải qua nhiều năm phát triển. Những chức nghiệp phụ tu này đã chia ra làm 10 học viện. Theo thứ tự là đan viện, khí viện, thiên công viện, trận pháp viện, thư họa viện, vũ kỹ viện, thuần thú viện, y đạo viện, ma âm viện, kinh hồng viện. Đan viện, cũng chính là địa phương học tập luyện đan thuật. Còn học tập luyện đan thuật ở nơi đó, mà khí viện thì là nơi để học tập luyện khí, trước đó con cũng học luyện khí thuật ở nơi đó. Ngay cả 100 người đứng đầu cũng không được, chỉ là sau khi được lão sư chỉ điểm. Tất nhiên có thể mở mày mở mặt. Còn thiên công viện, trận pháp viện, thư họa viện, y đạo viện, chắc hẳn không cần con nói nhiều thì lão sư cũng biết ý nghĩa là gì a. Hiện tại con sẽ nói một chút về vũ kỹ viện, ma âm viện và kinh hồng viện. Trương Huyền gật đầu. Thiên công viện nhất định là nơi bồi dưỡng thiên công sư. Liên quan đến cơ quan kỹ xảo, điểm ấy từ Ngô Trấn cũng có thể thấy được, còn trận pháp, y đạo, thư họa lại càng không cần phải nói. Những nghề nghiệp này, hắn cũng học tập qua một chút, xem như cực kỳ hiểu rõ. Chỉ có ba thứ còn lại này là kiến thức nửa vời, có chút không hiểu rõ lắm. Kỳ thực vũ kỹ viện không thuộc về chức nghiệp đặc thù, mà là nơi chuyên môn để rèn luyện năng lực chiến đấu của danh sư. Có thể thông qua khảo hạch học tập võ kỹ để làm cho thực lực càng ngày càng mạnh. Ma âm viện thì bồi dưỡng ma âm sư, lão sư có từng nghe qua ma âm sư hay chưa? Lạc Thất Thất nhìn qua. Ta đã nghe qua một chút, nghe nói là chức nghiệp hạ cửu lưu. Chỉ có điều, có thể sử dụng âm nhạc để mê hoặc nhân tâm, khiến cho tâm linh người ta chịu xung kích, ngay cả cường giả cũng khó mà chống chọi được. Trương Huyền gật đầu. Ma âm sư này đương nhiên hắn biết, thậm chí cũng đã gặp qua hai vị. Chỉ là một người đã bị bản thân hắn làm cho nổi điên, một người khác thì trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, hiện tại cũng không rõ sống chết. Nghe nói qua thì lại đơn giản. Còn kinh hồng viện cuối cùng thì là nơi bồi dưỡng kinh hồng sư. Lạc Thất Thất cười nói. Kinh hồng sư, ngươi nói là vũ sư. Trương Huyền sững sờ. Không sai, chính là vũ sư. Lạc Thất Thất gật đầu. Vũ sư và ma âm sư đều giống nhau, lấy múa diễn dịch đại đạo, khiến cho người ta trầm mê vào trong đó, cường giả có thể kinh hồng, khiến cho vô số chim chóc bay tới. Vì vậy mới có tên như thế. Trương Huyền gật đầu. Thiên hạ có vũ cơ, cũng có nghề nghiệp vũ sư. Người sáng chế ra nghề nghiệp này có họ kép là Công Tôn, múa ra một khúc ngay cả thánh giả cũng vì đó mà trầm mê, khó mà tự kềm chế được. Truyền thuyết, vị Công Tôn thị này lúc tuổi còn trẻ cả nhà bị diệt. Thân mang huyết hải thâm cừu, không có cách nào đi báo.
vào một ngày lại xem chim bay lên trên trời mà tự ngộ ra, sáng chế ra chức nghiệp vũ sư, khổ tu 30 năm, kinh hồng vừa ra thiên hạ sợ hãi, được mời tới Phong Hào đế quốc trình diễn tài nghệ. Cựu nhân của vị công tôn thị này chính là hoàng đế bệ hạ của đế quốc này, là một vị thánh giả siêu cường. Kết quả, công tôn múa ra, thiên hoa loạn trụy, đủ loại màu xuất hiện, thánh giả cũng vì đó mà mất phương hướng. Từ đó để cho hắn thong dong chém giết đối phương. Lúc sắp chạy ra khỏi hoàng thành thì lại bị trăm vạn người vây quanh, khi đó hắn cũng múa kinh hồng, cuối cùng trăm vạn quan binh thả khí xuống vũ, để cho hắn tùy ý rời khỏi, từ đó mới có giai thoại truyền ra. Sau khi Khổng Sư biết tin tức này đã từng tìm tới vị công tôn thị này. Quan sát dáng múa, tán thưởng không dứt, lại nói ra câu, chỉ buồn bắt không được, bay đi đuổi kinh hồng. Nói như vậy cũng đã tự mình xác định nghề nghiệp này, từ đây hai chữ kinh hồng, vang danh thiên hạ. Chức nghiệp này cũng là một trong những chức nghiệp hạ cửu lưu, trên cơ bản đều là nữ tử làm chủ, so với ma âm sư còn ít ỏi hơn, do đó không muốn để cho người ta biết. Hồng Viễn danh sư học viện trong lúc vô tình nhận được truyền thừa của môn nghề nghiệp này cho nên mới thành lập học viện này. Chẳng qua số lượng thưa thớt, xem như là viện yếu nhất trong 10 đại học viện. Ngọc Phi Nhi, từ nhỏ đã học tập, đoạn thời gian trước mới vừa thông qua được khảo hạch, là một vị kinh hồng sư ngũ tinh. Chương 1242, quy củ của danh sư học viện 2. Lạc Thất Thất cười cười. Trương Huyền gật đầu. Danh sư học viện này kỳ thật nói cũng có chút tương tự với trường đại học kiếp trước, mặc dù chỉ là một trường học, thế nhưng lại phân ra không biết bao nhiêu viện hệ nhỏ hơn. Danh sư đi học ở đây có thể tùy ý lựa chọn chức nghiệp để bồi dưỡng, xem như chức nghiệp phụ trợ, khảo hạch lên danh sư đẳng cấp cao hơn. Không thể không nói, đây quả thực là nơi tốt để bồi dưỡng danh sư, khó trách ở trong đế quốc nhất đẳng cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Danh sư học viện, mặc dù là thánh địa mà rất nhiều danh sư hướng tới. Thế nhưng trên thực tế nhưng cũng rất là tàn khốc, bất kể học tập hay là nghe giảng bài cũng cần có đầy đủ học phần thì mới được. Không có học phần sẽ nửa bước khó đi, mà muốn kiếm học phần thì phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, hoặc là phải thông qua một ít khảo hạch lợi hại. Rất nhiều danh sư, bởi vì không chịu nổi áp lực cho nên chủ động lựa chọn thôi học, cũng không ít người bởi vì khảo hạch cuối cùng của năm có thành tích quá kém, mà bị đuổi. Nói đến đây, vẻ mặt Lạc Thất Thất rất là ngưng trọng. Nghỉ học, bị đuổi. Vốn cho rằng sau khi tiến vào học viện chẳng khác nào bước vào bậc thang thành công, về sau một bước lên mây. Hiện giờ nghe nàng nói như vậy, dường như cũng không đơn giản. Đúng vậy à, lúc trước Khổng Sư thiết lập danh sư học viện đã từng nói qua. Danh sư, là bậc thang tiến bộ của nhân loại. Danh sư mạnh, nhân loại mới mạnh. Do đó, danh sư học viện, không cần học viên tiêu cực lười biếng, hoặc là tiến bộ, hoặc là rời khỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lạc Thất Thất cười khổ một tiếng, nói. Danh sư mạnh, nhân loại mới mạnh. Trương Huyền chấn động toàn thân. Đối phương nói không sai, nhân loại muốn tiến bộ thì người làm lão sư cũng cực kỳ quan trọng. Nếu như không thể đưa cho học sinh giá trị nhân sinh có ích thì thành tựu của học sinh sẽ có hạn. Lão sư dậm chân tại chỗ, như vậy làm sao có thể dạy dỗ ra học viên tích cực tiến bộ cơ chứ? Từ đó làm cho cả nhân loại đều tiến bộ. Không thể không nói. Lý luận này vô cùng tốt. Khôn sống mống chết. Xem ra ngay cả chức nghiệp đệ nhất thiên hạ cũng không có vốn liếng để buông lỏng. Kỳ thực lão sư cũng không cần lo lắng, bằng vào thực lực của người, coi như muốn đào thải thì cũng nhất định không làm được. Nhớ tới vị lão sư này rất biến thái trong rất nhiều chức nghiệp, Lạc Thất Thất cười khổ một tiếng, nhớ tới cái gì đó, ngay sau đó lại lên tiếng nói. Chỉ là, muốn trổ hết tài năng, tiến vào danh sư bảng của học viện. Chỉ sợ không có mấy năm cũng rất khó làm được. Danh sư bảng. Đây là một bảng danh sách mà danh sư học viện làm ra, có thể tự động tạo ra họ tên, biểu hiện ra 100 vị danh sư học viện kiệt xuất nhất. Người có thể đi vào bảng danh sách, không có người nào mà không phải là người nổi bật trong học viện, khiến cho người ta hâm mộ. Lạc Thất Thất nói. 100 người đứng đầu trong học viện tổng cộng có bao nhiêu người? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Hồng Viễn danh sư học viện, không chỉ tuyển nhận học sinh trong cảnh nội đế quốc mà các học sinh trong đế quốc nhất đẳng khác cũng được tuyển nhận. Toàn bộ học viện không dưới 10 vạn người, do đó người có thể đi vào bảng danh sách, hầu như đều là thiên tài trong thiên tài. Lạc Thất Thất giải thích. Người có thể đi vào danh sư học viện đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, lại tinh tế tuyển chọn ra ở bên trong, từ 1.000 người chọn một người, độ khó lớn thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Mặc dù Trương Sư rất yêu nghiệt,
thế nhưng theo nhận định của nàng, muốn đi vào bảng danh sách này cũng khó có thể làm được. Ngươi không có ở bảng danh sách này hay sao? Trương Huyền hỏi. Trải qua tiếp xúc, bất kể luyện đan, luyện khí hay là tu vi của Lạc Thất Thất trong đám người đồng niên cũng rất chói mắt, chẳng lẽ vẫn chưa ghi tên vào bảng danh sách hay sao? Còn sao, sao có thể chứ? Bảng danh sách này có quan hệ với học phần, tu vi, hiểu biết. Người có thể tiến vào bên trong, bình thường đều là đệ tử cấp cao, mà còn chỉ là tiểu nhân vật năm thứ hai. Lạc Thất Thất cười khổ lắc đầu. Nếu bảng danh sách này có thể tùy tiện vào được thì những đệ tử cấp cao kia cũng không cần sống. Bọn hắn đã học tập không biết bao nhiêu năm ở học viện, đã hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, điểm tích lũy chất đống như núi. Một người vừa mới vào học viện mấy năm đã muốn siêu việt, hầu như là chuyện không thể nào. Được rồi. Nghe nói đối phương đã giảng xong, Trương Huyền xem như cũng có hiểu rõ nhất định về danh sư học viện. Vốn hắn cho rằng đây là nơi có thể tùy tiện học tập tri thức, không nghĩ tới độ khó lại rất lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Khó trách Ngọc Phi Nhi thân là công chúa cũng phải đi ra thí luyện, không sợ nguy hiểm, xem ra học viện này cũng sẽ không bởi vì quyền quý mà thay đổi quy định. Kỳ thật như vậy sẽ càng tốt hơn, đối với hắn cũng càng có khiêu chiến. Nếu không cũng quá dễ chơi. Trong nháy mắt trong lòng Trương Huyền đã sinh ra ý chí chiến đấu. Đối với cái gọi là danh sư học viện này càng thêm tò mò. Mấy ngày sau đó Lạc Thất Thất không làm gì thì lại giảng giải kỹ càng về danh sư học viện cho hắn nghe. Trương Huyền cũng chỉ điểm nàng luyện đan, luyện khí, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi. Trình độ luyện đan, luyện khí của nàng lần nữa tăng lên không ít. Lão sư, đã đến Hồng Viễn Thành. Hôm nay, trong lúc Trương Huyền đang giảng giải thì đã nghe thấy thanh âm của Lạc Thất Thất vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy một thành thị so với Huyễn Vũ Đế Đô còn bao la hơn vô số lần xuất hiện ở trước mắt. Chương 1243, cứu giúp một chút. 1. Thành thị này cực kỳ rộng lớn, xem như Minh Lý Chi Nhãn cũng không nhìn thấy tận cùng. Nó khảm nạm ở bên trên bình nguyên to lớn, giống như là một khỏa trân châu chói mắt ở bên trong đất cát. Đế đô của đế quốc nhất đẳng, quả nhiên hùng vĩ. Ánh mắt Trương Huyền nhếch lên. Không hổ là đế đô của đế quốc nhất đẳng, hùng vĩ khí phách, Thiên Huyền Vương quốc so sánh với nó giống như cục đất ở nông thôn vậy, không có ý nghĩa. Thậm chí độ lớn của thành thị này đã gần bằng diện tích của Thiên Huyền Vương quốc. Cả tòa thành thị được linh khí vây quanh, dường như có trận pháp rất lớn khống chế thời tiết, khí hậu trong nội thành. Khiến cho người ở lại trong đó càng dễ tu luyện, dễ tiến bộ hơn. Nghịch thiên thay đổi thời tiết, đây là thủ đoạn mà thánh giả mới có. Ngọc Phi Nhi đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo. Từ trước cho tới nay, kẻ trước mắt này đều ngưu bức, khiến cho nàng cảm thấy mình giống như cô nương từ nông thôn nghèo đến vậy. Rốt cuộc hiện tại cũng đã nhìn thấy đối phương khiếp sợ, nàng lập tức đắc chí vừa lòng. Mặc dù hắn cũng có thể bố trí trận pháp, ở trên trận pháp nhất đạo cũng không yếu hơn trận pháp sư ngũ tinh. Thế nhưng nếu muốn bố trí ra một đại trận có thể khống chế phương viên phạm vi mấy ngàn dặm, vẫn khó mà làm được. Loại trận pháp cấp bậc này, không chỉ cần khống chế tinh chuẩn, quan trọng nhất chính là phải có khống chế tuyệt đối đối với lực lượng, một khi xử lý không tốt thì sẽ sụp đổ, sẽ tạo thành lực phá hoại to lớn. Hơn 20 ngày chúng ta đã trở lại, cách lúc khai giảng còn có mấy ngày. Hẳn đám người hồng sư cũng vừa mới tới, ta muốn tụ hợp với bọn hắn trước. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Trương Huyền nói. Dung hợp linh hồn làm trễ nải 3 ngày, địa cung của dị linh tộc lại chậm trễ 3-4 ngày trời. Về sau ở thú đường, phi hành 20 ngày, cách thời hạn 1 tháng còn có thời gian 3 ngày. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn đám người hồng sư cũng vừa mới đến nơi này không lâu. Học viên mới tới Huyễn Vũ Đế quốc đều ở Sĩ Tử Hải, để ta mang ngươi tới, sau đó chúng ta cũng phải về học viện phục mệnh. Ngọc Phi Nhi nói, bọn hắn đi ra ngoài không chỉ có hoàn thành thí luyện mà còn phát hiện ra bí mật lớn như thế, cho nên cần phải trở về bẩm báo. Đám người Hình Viễn, Ngô Trấn đã sớm trở về, thế nhưng thủ thư mà Ngô Dương Tử để lại, còn có Lô Đỉnh cũng ở trong tay Lạc Thất Thất, lại thêm Trương Huyền trở về làm cho hai nàng cần phải bẩm báo ở trước mặt. Như vậy mới có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Trương Huyền gật đầu. Lão sư, Sĩ Tử Hải là chỗ ở của tân sinh học viện, trong đó không chỉ có học viên mới của Huyễn Vũ Đế Quốc mà cũng có học viên từ các đế quốc nhị đẳng khác, thậm chí có cả thiên tài Hồng Viễn Đế Quốc. Người phải cẩn thận, tuyệt đối không nên náo loạn, gây ra mâu thuẫn. Lạc Thất Thất dặn hắn một câu. Người có thể xưng là thiên tài, nhất định đều là hạng người kiêu căng khó thuần.
Sĩ Tử Hải là nơi Hồng Viễn đế quốc tiếp đãi tân sinh, thiên tài trong đó nhiều vô số kể. Gây ra mâu thuẫn với bọn hắn thì xem như công chúa như Ngọc Phi Nhi, đến lúc đó cũng không tiện ra mặt. Yên tâm đi, ta là người thành thật, không sẽ chọc vào phiền phức. Trương Huyền cười cười. Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Nếu như ngươi là người thành thật, như vậy đám người chúng ta còn không phải là thầy giáo ngoan ngoãn hay sao? Ngày đầu tiên đến Huyễn Vũ Đế Đô, trước tiên làm cho Phùng Sư rơi tới mức hoàn toàn biến dạng. Sau đó đánh cho ba thứ hạng đầu của các nước chư hầu khác thành đầu heo, đi vào hóa thanh chỉ thì lại biến thành thi thể. Dù sao, người đi đến đâu cũng đều là gà bay chó chạy, thần quỷ lui tránh, thế mà còn dám nói mình là người thành thật. Sĩ Tử Hải là chỉ tân sinh bốn phương tám hướng đến đây nhiều như đại dương mênh mông, lại gọi là sĩ tử cư, tân sinh cư. Ở một bên Hồng Viễn Thành, cách danh sư học viện không quá xa. Tốc độ của Tử Dực Thiên Hùng Thú cực nhanh, không lâu sau đã đi đến gần. Từ bên trên phi chu đi xuống, thu đồ thú đường tặng cho hắn vào giới chỉ chữ vật, lúc này Trương Huyền mới cáo tử với hai người Lạc Thất Thất. Đi vào cửa lớn sĩ tử hải, bên trong có vô số kiến trúc san sát, từng danh sư tuổi trẻ đang đi tới đi lui, khiến cho người ta có một loại cảm giác tinh khí thần sung mãn. Những người này thoạt nhìn đều chừng 20 tuổi, cấp bậc lại đều đạt đến tứ tinh, thậm chí không ít người tu vi đều là hợp linh cảnh, so với hắn cũng không kém chút nào. Không hổ là thiên tài tới từ rất nhiều tông môn, vương quốc, đế quốc, rất không tầm thường. Dựa theo phương vị mà đám người Lạc Thất Thất đã nói, hắn tìm một hồi, rất nhanh đã đi tới một cái sân. Tại sao lại không có ai thủ vệ vậy? Nhìn một chút, xác nhận đây là chỗ ở của tân sinh Huyễn Vũ đế quốc tới, Trương Huyền rất là kỳ quái thầm nhủ. Chỗ ở của tân sinh đế quốc khác, tất cả đều đóng chặt cửa nẻo, hoặc là có người chấn giữ. Mà ở trong đó, cửa lớn mở ra, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không có, chẳng lẽ, bản thân hắn đã đoán sai, đám người hồng sư còn chưa tới hay sao? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, hai chân nhấc chân đi vào. Trong sân sạch sẽ gọn gàng đã nói rõ thường xuyên có người quét dọn, bên trong hành lang lương đình chung quanh cũng có dấu vết nhân loại ở lại. Xem ra người đã đi tới, làm sao tất cả đều vắng mặt cơ chứ? Hắn thân là nửa bước danh sư ngũ tinh, càng có minh lý chi nhãn cho nên muốn nhìn ra nơi này có người ở hay không vẫn rất hay không. Trong lúc đang cảm thấy kỳ quái thì đã nghe thấy phía trước có tiếng rít vang lên, dường như có đồ vật gì đó đâm vào trên vách tường trước mặt, làm cho bụi đất tung bay. Có người đang chiến đấu. Tối sầm mặt lại, hắn vội vàng đi thẳng về phía trước, vòng qua một cái hành lang đã lập tức nhìn thấy trong cái sân rộng lớn có một cái lôi đài không lớn. Mà phía trên đang có người tỉ thí. Dưới đài có một đống người, đám người hồng sư, phùng sư đột nhiên xuất hiện. Đám người Nhược Hoan công tử, Tất Giang Hải, La Tuyền đi cùng hắn cũng ngồi ở phía dưới, chỉ là khuôn mặt mỗi người đều đỏ ửng, mặt mũi bầm dập, hình như mới vừa bị người ta đánh cho một trận. Chương 1244, cứu giúp một chút. 2. Người đang tỉ thí trên đài cũng là người mà hắn quen, là một vị thiên tài do Phùng Sư dẫn đầu, gọi là Hàn Lăng. Tu vi sớm đã đạt đến hợp linh cảnh trung kỳ, gần một tháng không gặp, không ngờ đã mạnh hơn, đã đột phá hậu kỳ. Còn chưa có ra tay đã khiến cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm. Phía đối diện hắn là một thanh niên áo xám, thực lực của người này cũng là hợp linh cảnh hậu kỳ. Thế nhưng sức chiến đấu dường như mạnh hơn, Hàn Lăng vừa mới giao thủ đã liên tục bại lui, thối lui đến biên giới lôi đài. Hàn sư cố lên, không thể thua nữa. Đúng vậy à, nếu như thua thì chúng ta chỉ có thể nghe theo bọn họ mà thôi. Phía dưới, đám người La Tuyền đều siết chặt nắm tay, vẻ mặt đỏ lên, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Làm cái gì vậy? Thấy mọi người quá mức chú ý tới chiến đấu. Ngay cả hắn đi tới cũng không phát hiện ra, Trương Huyền gãi gãi đầu. Làm sao lại đánh nhau cơ chứ? Ha ha, đừng vùng vẫy nữa, nhanh nhận thua đi. Ta ở trong tay Phong sư huynh ngay cả ba chiêu cũng không đỡ được. Ngay cả ta cũng không đánh lại mà còn muốn khiêu chiến sư huynh, nằm mơ đi. Vừa tới gần, thanh niên đối diện với Hàn Lăng rất là đắc ý, cất tiếng cười to. Yên tâm, theo chúng ta sẽ có chỗ tốt của các ngươi. Nếu như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nói chuyện, công kích một chiêu nối tiếp một chiêu, lực lượng cuồng mãnh khiến cho vẻ mặt Hàn Lăng trắng bệch, cưỡng ép chống cự. Hồng sư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn một hồi, biết Hàn Lăng bại cục đã định, sẽ không kiên trì được thêm mấy chiêu,
Trương Huyền đo tới dưới đài, không nhịn được nhìn về phía Hồng Sư cách đó không xa. A hát, Trương Sư, ngươi không có việc gì chứ? Ngươi đã trở về, quá tốt rồi. Nhìn thấy Trương Sư xuất hiện, Hồng Sư hưng phấn tới mức suýt chút nữa đã nhảy lên, những người khác dưới đài, bao gồm cả La Tuyền ở bên trong cũng đều hưng phấn tới mức khuôn mặt đỏ lên. Thậm chí ngay cả Tú Liên công tử trước đó bị hắn đánh thành đầu heo cũng hốc mắt đỏ lên, giống như là nhìn thấy thân nhân, kích động mà không nói ra được. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng này của mọi người, Trương Huyền rất là nghi hoặc, không đến một tháng không gặp, có cần thiết phải như vậy hay không? Là khảo hạch tân sinh. Biết hắn không hiểu, Hồng Sư vội vàng giải thích. Hạng mục khảo hạch đã được quyết định, là đi săn ở Hồng Viễn Sơn Mạch. Rất nhanh, Hồng Sư đã nói lại tất cả mọi chuyện một lần. Nghe xong, Trương Huyền cũng coi như đã hiểu ra. Cũng không phải là tham gia thi đấu danh sư, đi vào 10 vị trí đầu là có thể trực tiếp đi vào danh sư học viện. Mà còn cần thông qua khảo hạch nhập môn, nội dung mỗi lần khảo hạch đều không giống nhau. Có từng quan, có sông trận, có văn thí. Mà năm nay là đi săn. Địa điểm đi săn là ở Lôi Viễn Phong trong Hồng Viễn Sơn Mạch. Lôi Viễn Phong là một sơn mạch to lớn gần danh sư học viện, dốc đứng như đao, khó mà leo trèo. Coi như cường giả hợp linh cảnh, muốn đi lên đó cũng rất khó khăn, huống chi còn phải đi săn ở trong đó. Săn giết được cấp bậc linh thú khác biệt thì thành tích lấy được cũng sẽ khác biệt, lấy một ngày làm giới hạn. Săn giết được một đầu linh thú chọc thanh cảnh đỉnh phong thì coi như thông qua. Mặc dù linh thú có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng bằng vào nhãn lực danh sư và thực lực hợp linh cảnh của mọi người, muốn săn giết loại linh thú cấp bậc này vẫn rất là nhẹ nhàng, thế nhưng số lượng linh thú trong toàn bộ sơn mạch có hạn, hơn nữa linh thú biết mình sẽ bị săn giết cho nên nhất định sẽ chạy trốn, hoặc là ẩn nấp, không phải dễ dàng tìm kiếm như vậy. Lại thêm, số lượng săn giết càng nhiều, nếu như vượt qua giá trị hợp cách thì có thể hối đoái học phần. Chuyện này rất dễ tạo ra cảnh cướp bóc giữa các tân sinh với nhau. Càng quan trọng hơn là, linh thú bên trong dãy núi không riêng gì chọc thanh cảnh mà còn có hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn. Sau khi tiến vào bên trong đó, không chỉ phải đi săn mà còn phải đề phòng bị linh thú giết ngược lại. Mỗi lần khảo hạch đều có không ít tân sinh thương vong. Có thể nói, chỉ cần khảo hạch bắt đầu thì sẽ chính là một trận chiến đấu. Đối với tâm tính, thực lực, ứng biến, nhãn lực của danh sư, rất nhiều phương diện đều được tiến hành khảo nghiệm. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể trổ hết tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người. Người thực lực yếu hoặc là tâm tính không tốt, chỉ sợ đi vào không được bao lâu thì tâm tính sẽ sụp đổ, cuối cùng thảm bại mà quay về. Lần khảo hạch này chính là một trận khảo nghiệm khôn sống mống chết, không được thì cũng chỉ có thể rời khỏi mà thôi. Vì dễ thông qua hơn, tránh khỏi nguy hiểm, không ít đế quốc vừa đến đã tạo thành liên minh. Người trong liên minh nhiều, coi như gặp phải thân sinh thực lực mạnh tân sinh cướp đoạt và linh thú cường đại thì cũng có thể chống chọi. Chỉ là, kết minh có lợi cũng có hại, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, có thể khiến cho người tham gia khảo hạch càng thêm an toàn. Chỗ xấu chính là nhiều người, linh thú sẽ rất dễ dàng phát hiện ra, trực tiếp chạy trốn. Coi như may mắn bắt lấy, khi phân phối cũng có chủ thứ, còn có vấn đề lần lượt. Làm chủ, sẽ được hưởng thụ phân phối trước tiên. Có khả năng kết thúc mỗi ngày, đến lúc khảo hạch kết thúc, người đi theo phụ ngay cả một đầu cũng không được, cuối cùng toàn bộ đều phải chịu cảnh ngộ bị đào thải. Có thể nói, có thể thông qua hay không thì phải nhìn thành quả đi săn như thế nào. Cùng phân chia thế lực làm chủ như thế nào, do đó, vì muốn có được quyền chủ động, chỉ cần liên minh, đều cần phải phân ra quyền chủ động. Người đang đối chiến với mọi người là danh sư đến từ Kim Hải Nhị Đẳng Đế Quốc, hai bên quyết định liên minh lại. Đang tranh đoạt chủ phụ quyền trong liên minh, lấy thực lực để định thắng thua. Tổng cộng so mấy trận, chúng ta đã so mấy trận rồi. Nghe giải thích xong, xem như Trương Huyền đã hiểu ra cho nên không nhịn được hỏi. Nếu như chỉ là thua một nửa, hiện tại tới hắn thì có lẽ còn có thể cứu giúp được mọi người. Chương 1245, một ngón tay một. Dựa theo yêu cầu bình thường là so 10 trận, người thắng 6 trận sẽ làm chủ. Hồng Sư nói. Trên đài Hàn Lăng đang so trận thứ 10. Có thể so được tới trận thứ 10 đã nói rõ có thắng có bại. Nghe được đây là trận thứ 10, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương chiến thắng liên tiếp thì 6 trận đã kết thúc rồi. Mà bây giờ có thể kéo dài tới trận cuối cùng đã nói rõ thực lực mọi người ngang nhau. Đều có thắng có bại. Không phải. Hồng Sư hơi đỏ mặt, vẻ mặt rất là xấu hổ.
Chúng ta là so 10 trận, nhưng một mực thua, hơn nữa. Cũng đều thua bởi một người. Bại bởi cùng một người. Ngươi nói, tên trên đài này ngay đánh cả 10 trận, một lần cũng không có thua. Trương Huyền trợn tròn mắt. Đúng vậy à. Hồng Sư che chán, những người khác càng xấu hổ tới mức không ngẩng đầu lên được. Liên tục 10 người khiêu chiến một người, Sa Luân Chiến cũng bị đối phương đánh rơi xuống khỏi lôi đài, quan trọng nhất là. Người trên đài rõ ràng còn không phải là người mạnh nhất của đối phương, thật sự là mất mặt xấu hổ. Phanh! Vẻ mặt im lặng, Trương Huyền đang muốn nói chuyện thì đã nghe một tiếng rên vang vọng ở trên đài. Hàn Lăng không kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ngược ra, rơi vào trong sân. 10 trận đều thua, như vậy sao ta có thể giúp được nữa chứ? Nhìn ra hỏa đang nằm trên mặt đất, mặt mũi thống khổ, mí mắt Trương Huyền xoay loạn. Vốn hắn nghĩ còn có thể cứu giúp được một chút, hiện tại 10 trận đều bại bởi cùng một người, hắn còn cứu thế nào nữa chứ? Coi như muốn tìm lý do thì cũng không tìm thấy a hát. Tốt rồi, 10 trận đã kết thúc, ngay cả một lần các ngươi cũng không thắng được, các ngươi có lời gì nói nữa hay không? Đánh bay Hàn Lăng, thanh niên trên đài, mỉm cười, nhìn quanh một vòng. Chúng ta, sắc mặt đám người Hồng Sư đỏ bừng. Nếu là 10 trận thắng 2, 3 trận thì hắn cũng không cảm thấy ngại nói người mạnh nhất trong chúng ta không đến, hiện tại đã thua trên tay cùng một người, làm sao hắn dám nói ra cơ chứ? Hơn nữa, vạn nhất Trương Sư cũng không phải là đối thủ của đối phương, chẳng phải sẽ mất mặt càng lớn hơn. Thua càng triệt để hơn hay sao? Mặc dù thiên phú của Trương Sư tuyệt cao, rất nhiều năng lực của danh sư bên trong được coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng dù sao cũng chỉ có trọc thanh cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua người lấy một chọi 10 trước mắt này, lại còn không thở gấp, chỉ sợ sẽ rất khó. Huống chi, tên này còn không phải là kẻ mạnh nhất. Trương Huyền đột phá đến hợp linh cảnh. Là chuyện sau khi biến thành thi thể, những người khác cũng không biết rõ tình hình. Nếu không còn gì để nói, như vậy cứ dựa theo ước định, nghe theo Phong sư huynh sắp xếp đi. Người trẻ tuổi cười một tiếng, quay đầu ôm quyền nói. Phong sư huynh, vừa dứt lời thì một thanh niên đã sải bước đi lên. Người này khí tức trầm ổn, thực lực mạnh hơn, đã đạt tới nửa bước kiều thiên cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá. Thanh niên vừa rồi chiến thắng liên tiếp 10 người. Ở trong mắt của đám người Nhược Hoan công tử đã coi như rất cường đại, thế nhưng so sánh với người này vẫn kém một đoạn rất lớn. Khó trách rất nhiều thiên tài của Huyễn Vũ đế quốc cũng khó mà chống chọi được. Nếu người này thực sự xuất thủ, đừng nói 10 người Sa Luân Chiến không có cách nào chiến thắng được. Coi như là đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng sẽ tùy tiện bị đánh tan, không ngăn cản nổi. Chúng ta đã liên minh thì trước hết phải nói quy củ cho rõ ràng. Đứng trên đài, Phong sư huynh nhìn quanh một vòng. Thanh âm giống như là sắt thép va chạm. Sau 3 ngày sẽ bắt đầu đi săn, chư vị phải nghe sắp xếp của chúng ta, từ thú đến con mồi, Kim Hải đế quốc chúng ta sẽ có quyền lựa chọn trước. Yên tâm đi, chỉ cần mọi người hợp lực đồng lòng, như vậy muốn toàn bộ thông qua cũng không thành vấn đề. Cho bọn hắn lựa chọn trước. Nếu như số lượng đi săn không đủ, há không toàn bộ chúng ta sẽ bị đào thải hay sao? Mặc dù biết rõ người làm chủ liên minh sẽ được hưởng thụ đặc quyền. Thế nhưng đối phương trực tiếp nói ra rõ ràng như vậy vẫn khiến HCO mọi người siết chặt nắm tay. Liên minh có chỗ tốt đó là khi gặp linh thú lợi hại có thể đối phó được, không đến mức nguy hiểm. Thế nhưng chỗ xấu chính là, phân phối con mồi không đều, một khi số lượng đi săn trong ngày không đủ, Huyễn Vũ đế quốc bọn hắn sẽ rất có khả năng bị đào thải toàn bộ. Thế nào, không tình nguyện sao? Phong sư huynh chúng ta có thực lực thế này, nguyện ý liên minh cùng các ngươi đã là vận may của các ngươi rồi. Đừng có không biết tốt xấu. Thấy mọi người ở dưới đài buồn bực, người thanh niên vừa rồi kia, hừ lạnh một tiếng. Dựa theo thực lực của bọn hắn, kỳ thật không liên minh với người của Huyễn Vũ đế quốc cũng được, nhưng liên hợp nhiều người, đối với bọn hắn cũng có lợi ích rất lớn. Lần khảo hạch này, không ít lão sư học viện đều nhìn vào, nếu như biểu hiện nổi bật thì sẽ có thể nhận được sự ưu ái, từ đó khiến cho người khác lau mắt mà nhìn, một bước lên mây. Ngươi! Nghe thấy đối phương nói vậy, vẻ mặt mọi người đỏ lên, muốn phản bác, thế nhưng không phản bác được. Ai bảo tài nghệ không bằng người a? Đúng là có chút không tình nguyện. Trong lúc mọi người ở đây khó chịu, thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền đã vang lên. Có ý tứ gì, đường đường là danh sư của Huyễn Vũ đế quốc, đã quyết định liên minh còn muốn đổi ý sao? Thấy có người nói chen vào, thanh niên này nhướng mày. Tất cả mọi người đều là danh sư. Là nhân vật có mặt mũi,
đã đồng ý liên minh, cũng lại tiến hành tỉ thí. Chẳng lẽ, bởi vì đánh không lại cho nên muốn nuốt lời hay sao? Nếu thực sự là như vậy còn không bằng không tham gia khảo hạch, bằng không sẽ làm trò hề cho thiên hạ xem. Nuốt lời thì cũng không đến nỗi, chỉ là ta có một ý tưởng. Trương Huyền nói. Ý nghĩ. Trương Huyền nói. Không sai, ta cũng là danh sư lần này tới đây của Huyễn Vũ Đế Quốc. Vừa rồi các ngươi tỉ thí cũng không biết rõ tình hình. Chỉ có điều, mọi người đã so qua thì ta cũng không nói được cái gì. Chỉ là muốn công bằng một chút, thú và linh thú, mọi người cùng nhau chia đều. Chia đều, đã liên minh thì phải có phân chia chủ phụ, có chủ phụ thì sẽ không có khả năng công bằng. Người thanh niên kia cười lạnh. Ta cũng biết, vừa rồi chúng ta tỉ thí thua, phân ra chủ phụ, muốn có được công bằng rất khó, như vậy đi. Trương Huyền cười cười, hai tay chắp ra sau lưng. Chương 1246, một ngón tay, hai. Bảo Phong sư huynh này của ngươi ra tay, nếu như hắn có thể chống được ba chiêu trong tay ta. Như vậy chuyện công bằng ta sẽ không nói lại nữa, các ngươi muốn phân phối làm sao thì cứ phân phối thế đó. Thậm chí, linh thú đi săn được, chúng ta có thể một đầu cũng không lấy. Ngươi nói cái gì? Con mắt của người thanh niên này nheo lại. Tên này lại dám để Phong sư huynh ra tay, còn có thể bảo chỉ cần đỡ ba chiêu của hắn là được. Bọn họ đã gặp qua kẻ điên cuồng, nhưng chưa thấy qua kẻ nào cuồng như thế. Ngươi có biết thực lực của Phong sư huynh chúng ta ra sao không? Dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Còn nói ba chiêu, chỉ bằng vào bộ dáng này của ngươi, có thể chống được một chiêu của Phong sư huynh hay không cũng chưa biết được. Làm sao vậy? Không có tự tin, nếu không như vậy đi, một chiêu, chỉ cần Phong sư huynh của các ngươi có thể chống chọi được một chiêu trong tay ta thì tất cả linh thú đi săn được, một đầu Huyễn Vũ Đế Quốc chúng ta cũng không muốn. Thấy đối phương chần chờ, Trương Huyền còn tưởng rằng hắn nâng điều kiện quá cao, cho nên không nhịn được đổi giọng. Con mẹ nó! Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, thanh niên này suýt chút nữa đã tức điên tại chỗ. Vị kia Phong sư huynh không cũng tối sầm mắt lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Thực lực của hắn đã đạt tới nửa bước kiều thiên cảnh, coi như so với một chút lão sinh năm thứ hai cũng không kém nhiều lắm. Gia hỏa từ Huyễn Vũ Đế Quốc này lại muốn một chiêu đánh bại hắn sao chứ? Nói đùa cái gì vậy? Hai người tức giận tới mức sắp hôn mê, đám người Nhược Hoan công tử, La Tuyền thì suýt chút nữa đã thổ huyết. Bọn hắn đã sớm đoán ra, Trương Sư đi tới đây nhất định sẽ kiếm chuyện, thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại nói ra lời này. Vừa rồi người thanh niên kia, bọn hắn nhiều người như vậy mà cũng không đánh lại được. Mà vị Phong sư huynh này còn lợi hại hơn, người muốn một chiêu đánh bại. Làm sao có thể chứ? Một khi thua thật, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải hỗ trợ trắng cho người khác, ngay cả một con mồi cũng không có hay sao? Nếu thực sự là như thế, tất cả mọi người sẽ bị đào thải thảm hại. Thế nào, một chiêu còn ngại nhiều sao? Nếu không như vậy đi, ta chỉ dùng một ngón tay. Như vậy cũng có thể à, nếu như các ngươi thực sự không dám, ta cũng không có biện pháp. Một chiêu cũng ngại nhiều lời, bản thân hắn cũng không thể không dùng chiêu số đã đánh bại bọn hắn à. Mặc dù như thế hắn cũng có thể làm được, thế nhưng nhất định sẽ bại lộ vu hồn và các thủ đoạn khác, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hắn vừa mới đến Hồng Viễn Đế Quốc, vẫn không nên bại lộ nhiều thứ thì hơn. Trên mặt Trương Huyền có chút khó xử. Phốc! Thanh niên và tên Phong sư huynh kia suýt chút nữa đã phun ra máu tươi. Nhiều em gái ngươi a hát. Hơn nữa, vẻ mặt ngươi còn khó xử là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không đỡ nổi một đòn, khiến cho ngươi buồn bực như vậy hay sao? Được, ta cũng muốn xem, rốt cuộc ngươi làm sao dùng một ngón tay đánh bại ta. Thực sự không nhịn được nữa, Phong sư huynh hét dài một tiếng. Sư huynh! Gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cứ để ta tới giáo huấn là được. Thấy sư huynh nổi giận, thanh niên này tiến về phía trước. Không cần, ta muốn đích thân nhìn xem, người khẩu suất cuồng ngôn như thế rốt cuộc có thủ đoạn gì. Ánh mắt Phong sư huynh như điện, lạnh lùng nhìn qua. Tên này dám lớn lối nói không biết ngượng như thế, nhất định là có chỗ ỷ lại, hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là đối phương nói càn, hay là thật sự có thực lực. Vị bằng hữu này, lên đây đi. Nếu như ngươi thực sự có thể thắng được ta, như vậy chuyện liên minh coi như không có gì, nếu như ngươi thua, nhớ kỹ lời nói của ngươi, linh thú có được khi đi săn, các ngươi ngay cả một đầu cũng không được lấy. Hai mắt nheo lại, Phong sư huynh hất ống tay áo lên. Tốt,
Nghe thấy đối phương đồng ý, Trương Huyền đi lên lôi đài. Cái này, Trương Sư có thể thắng sao? Ta cũng không biết. Nhìn thấy Trương Sư thế lại cá cược như vậy với đối phương, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Một ngón tay đánh bại vị phong sư huynh này sao? Trương Sư, người đang nghiêm túc hay sao? Mặc dù ta biết chúng ta thua, người rất gấp, thế nhưng vụ cá cược này cũng quá lớn a. Phong sư huynh, vẫn để ta tới giáo huấn tên này a. Thấy phong sư huynh tức giận như vậy, thanh niên kia cũng có chút không nhịn được, hắn lại lần nữa đi về phía trước. Nếu như ta thua, sư huynh lại đến cũng không muộn. Tên này nói lớn lối như thế, chỉ sợ thực sự có chút thực lực, không bằng hắn tới thăm dò trước một chút. Nếu như đối phương yếu, trước hết cứ đánh một trận chút giận, mạnh thì sư huynh hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Cái này, phong sư huynh chần chờ, đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy thanh âm có vẻ không nhịn được của thanh niên ở phía đối diện vang lên. Nếu như cảm thấy sợ hãi, hai người các ngươi cùng lên đi, ta ra. Hai ngón tay. Không nghe lời này còn tốt, sau khi nghe được, trước mắt phong sư huynh và người thanh niên kia đồng thời trở nên đen kịt. Không cần, để ta xem một chút, rốt cuộc ngươi có thực lực như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, phong sư huynh bỗng nhiên xông về phía trước. Kẻ trước mắt này nói chuyện quá khinh người, hắn sợ nói tiếp mình sẽ bị tức chết. Bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất, cả người giống như mãnh thú băng băng xông tới, còn chưa tới gần thì đã khiến cho người ta có một loại xu thế long hổ. Thực lực nửa bước kiều thiên cảnh hoàn toàn được phát huy, tiếng gió rít gào, khiến cho người ta có một loại cảm giác mây đen tới gần, khó mà chống chọi. Thật mạnh! Đám người hồng sư không nhịn được nhíu mày. Loại thực lực này, coi như bọn họ là kiều thiên cảnh sơ kỳ thì chỉ sợ cũng khó mà chống chọi được, cho nên chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn mà thôi. Vội vàng quay đầu nhìn lại về phía thanh niên cách đó không xa, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc hắn sẽ đối phó ra sao, chỉ thấy hắn lắc đầu, duỗi một ngón tay ra rồi điểm về phía trước. Chương 1247, một chỉ đánh tan một. Thật sự là một ngón tay. Vẻ mặt tất cả đám người phùng sư, la sư, hồng sư như là phát điên. Loại thực lực này của đối phương, mấy vị cường giả kiều thiên cảnh sơ kỳ như bọn họ cũng đều mà chống chọi được. Người một tháng trước mới vừa vặn đạt tới chọc thanh cảnh mà lại dùng một ngón tay nghênh chiến, đây là muốn điên hay sao? Hơn nữa, coi như dùng một ngón tay thì cũng phải có tốc độ mau lẹ hơn nữa à. Chậm rãi từ từ, run run rẩy rẩy như vậy, giống như tay của lão thái thái sắp chết vậy. Thật sự là đang chiến đấu hay sao? Võ công trong thiên hạ không gì kiên cố mà không phá, chỉ nhanh không phá được mà thôi. Vị phong sư huynh này bóng người như thiểm điện, cả người giống như là báo đi săn. Coi như một tháng không gặp ngươi, thực lực ngươi đại tiến. Một ngón tay có thể thắng được đối phương thì cũng phải xúc thế từ sớm, dùng thủ pháp càng nhanh hơn a. Một chút võ kỹ cũng không có, một điểm bố cục không có thì cũng thôi đi, cái ngón tay này chậm như thế. Người yếu đuối đến đâu cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát a hát. Không chỉ khóe miệng đám người hồng sư giật giật tới mức sắp ngất đi mà mấy người Nhược Hoan công tử, La Tuyền cũng cảm thấy trước mắt đã biến thành màu đen. Vừa rồi chuyện cá cược bọn họ cũng nghe được, tiền đặt cược lớn như thế, người không thể nghiêm túc một chút hay sao? Loại tốc độ này, coi như giết một con ruồi, chỉ sợ cũng rất khó làm được a. Còn tưởng rằng là thực lực mạnh cỡ nào, không nghĩ tới lại là một cái chảy gỗ nha. Nhìn thấy động tác của Trương Huyền, thanh niên trước đó đối chiến cùng mọi người cũng hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi tên này miệng lưỡi lưu loát, nói rất lợi hại, hắn đã thật sự cho rằng đối phương có năng lực có thể chiến đấu cùng phong sư huynh. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay đã lộ tẩy. Không có sức mạnh như vậy, một chỉ không có lực công kích có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với sư huynh cơ chứ. Đoán chừng phong sư huynh tát một cái thì cũng có thể chụp chết tiểu tử này rồi. Trong lòng đang cười lạnh thì đã nghe phía dưới xôn xao một hồi. Không đúng, mau nhìn. Nghe thấy hô hấp của mọi người dồn dập, hắn nhướng mày, không nhịn được nhìn sang. Chỉ là vừa nhìn qua, con mắt người thanh niên này cũng lập tức trợn tròn. Vốn cho rằng, đối phương chậm rãi duỗi tay ra như vậy thì phong sư huynh sẽ trực tiếp đánh tới. Khiến cho đối phương không tìm thấy phương hướng, ai ngờ, sư huynh lại giống như gặp được đại địch, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ vọt tới phía đã dừng lại, thân thể nhoáng một cái, muốn tránh né công kích của đối phương. Chỉ là, vừa đi được nửa bước thì chỉ thấy run rẩy ngón tay, lại chĩa sang, hai hàng lông mày nhảy một cái, lại tránh né về phía sau.
còn chưa có né tránh kịp thì ngón tay kia đã lần nữa điểm tới. Nhìn thấy phương hướng của ngón tay, Phong sư huynh giống như gặp quỷ, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy xuống, lần nữa nhảy ra. Tay của đối phương chỉ lắc một cái mà hắn đã phải nhảy ra một chút, giống như là bị điều khiển, quỷ dị không nói lên lời. Cái này, vị Phong sư huynh này bị co giật hay sao? Thoạt nhìn giống như đám người Nhược Hoan công tử, La Chiêu lơ ngơ, không hiểu ra sao. Ngón tay của Trương sư thoạt nhìn cũng không có lực công kích gì a hát. Vì sao tùy tiện điểm ra một cái thì tên này đã nhảy loạn? Hơn nữa còn bị dọa đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là uống lộn thuốc hay là gặp quỷ chứ? Coi như người muốn phối hợp với Trương sư thì cũng không nên phối hợp tới mức như vậy a. Không phải là co giật, mà là Trương sư đã tìm được chỗ thiếu sót của đối phương, mặc dù tốc độ của ngón tay không nhanh, thế nhưng mỗi lần đều có thể chỉ đúng chỗ sơ hở của đối phương. Đối phương không công kích còn tốt, một khi công kích, chân khí từ đầu ngón tay sẽ bắn nhanh ra. Tất nhiên có thể khiến cho hắn bại trận tại chỗ, thậm chí chết. Lúc này dường như mới kịp phản ứng, toàn thân Hồng sư đột nhiên cứng đờ. Không sai. Mấy người Phùng sư, La sư cũng khẽ gật đầu. Bọn họ đều là danh sư ngũ tinh, nhãn lực cao hơn đám người La Tuyền. Đám người La Tuyền còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì bọn họ đã nhìn ra được mấu chốt. Rất rõ ràng, Trương sư đã nhìn ra sơ hở của đối phương, điểm về phía trước, đối phương sợ bị đánh trúng cho nên chỉ có thể tránh né từ sớm mà thôi. Cao thủ đối công, nhất là thực lực tương đương với nhau. Một khi bị phát hiện ra chỗ thiếu hụt, mệnh môn thì chẳng khác nào sinh mệnh đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Vị Phong sư huynh này coi như mạnh hơn nữa, đột nhiên gặp phải loại chuyện này thì cũng không dám qua loa. Sư huynh, lúc này người thanh niên này cũng đã cảm giác được có chút không được bình thường, hắn siết chặt nắm tay, rất là lo lắng. Thực lực của Phong sư huynh hắn biết rất rõ ràng, coi như là cường giả kiều thiên cảnh sơ kỳ bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng giờ phút này dưới một ngón tay của đối phương điều khiển lại không ngừng nhảy loạn, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương quả nhiên không phải là giả. Vừa ra tay đã nhìn ra sơ hở của sư huynh, khiến cho sư huynh không thể không trở về thủ, đây là nhãn lực gì cơ chứ? Đáng giận. Mọi người khiếp sợ, Phong sư huynh cắn răng tới mức rung động ken két, tức giận đến mức sắp phát nổ. Đúng như Hồng sư đoán, mặc dù tay của đối phương điểm ra rất chậm, thế nhưng quả thực đã điểm tới vị trí mệnh môn của hắn. Chỉ cần hắn dám tiếp tục tiến về phía trước, chân khí của đối phương tuôn ra, nhất định sẽ bị điểm trúng mệnh môn. Cơ sở của hắn vững chắc, vừa rồi đã đổi 5 loại thân pháp và 8 bộ võ kỹ. Thế nhưng mỗi một lần đối phương di chuyển đều có thể chuẩn xác chỉ ra vị trí mệnh môn của những chiêu số này. Nhãn lực và độ chính xác của đối phương rất mạnh, xem như lão sư của hắn là danh sư cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong cũng không làm được. Huyễn Vũ Đế quốc từ lúc nào xuất hiện ra hỏa lợi hại như vậy cơ chứ? Liều mạng, nếu như tiếp tục nhảy nhiều lần thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bại trận. Cắn răng một cái, thân thể Phong sư huynh nhoáng lên, người nhào tới phía trước. Trạng thái lần này như lão hổ săn mồi, là một vị tiền bối trong tông môn hắn quan sát hổ báo đi săn mà phỏng đoán ra sát chiêu này. Chiêu này cận thân vô địch, giao thủ trong cùng cấp bậc, hầu như không có người nào có thể chống chọi được. Võ kỹ linh cấp trung phẩm đỉnh phong, hùng hổ khiếu thiên. Giống, thân thể thư giãn mang theo thanh âm của hổ, tinh khí thần trong nháy mắt đã tích lũy tới cực điểm. Quá tốt rồi. Nhìn thấy sư huynh đã xuất ra tuyệt chiêu, người thanh niên kia thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ ngợi lần này nhất định sẽ đại thắng thì đã nghe ra hỏa ở phía đối diện than thở một tiếng, sau đó thanh âm có chút bất đắc dĩ đã vang lên. Càn rỡ kêu cái gì chứ? Làm dọa ta một hồi. Chương 1248, một chỉ đánh tan hai. Lạch cạch, quát lên một tiếng, lập tức mọi người nhìn thấy Phong sư huynh đã bị điểm trúng mệnh môn, nằm thẳng ở trên mặt đất. Vẻ mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép. Sư huynh, con người co rụt lại, thanh niên này vội vàng lao đến rồi đỡ Phong sư huynh của hắn dậy. Hùng hổ khiếu thiên ở tông môn cũng được cho là một trong các võ kỹ mạnh nhất, cũng chỉ có loại thiên tư như Phong sư huynh mới có thể học được. Một chiêu xuất ra, chân khí trong cơ thể tạo thành vòng tròn, cả người tựa như hùng hổ, hô lên một tiếng. Ngay cả kiều thiên cảnh sơ kỳ cũng sẽ bị làm cho thất thần, gan vỡ vụn, không dám tiếp tục đối kháng. Vốn hắn cho rằng, một khi thi triển ra chiêu này, nhất định ra hỏa ở phía đối diện sẽ một chiêu bại trận. Thế nhưng không nghĩ tới đúng là có người bại trận, chỉ có điều, không là đối phương mà là sư huynh của hắn.
Một ngón tay của đối phương nhẹ nhàng điểm một cái đã đâm rách phòng ngự của sư huynh, đánh vào chỗ chân khí giao hội. Rốt cuộc làm sao đối phương lại làm được chứ? Chiêu này thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng hắn biết sự kinh khủng ở trong đó. Không nói trước ở trong công kích nhanh như vậy nhanh chóng tìm được chỗ thiếu hụt. Quan trọng nhất chính là, chỗ thiếu hụt này, Phong sư huynh cũng đã chuyên môn tu luyện qua, coi như đao kiếm bình thường cũng khó mà có thể đánh phá phòng ngự. Một ngón tay run rẩy, chẳng những tùy tiện đâm xuyên mà còn có thể đánh sư huynh thành như vậy. Lực công kích kia phải mạnh bao nhiêu cơ chứ? Nếu như hắn thật sự muốn sát thủ, coi như không tìm ra chỗ thiếu hụt thì cũng có thể dùng một chỉ bắn bay sư huynh. Chỉ sợ lực lượng đã vượt qua 500 vạn đỉnh. Trong lòng tính toán một chút, sắc mặt người thanh niên này tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, tràn ngập vẻ không thể tin được. Phong sư huynh có tự tin cực lớn đối với chiêu này. Cho nên cũng đã từng tính toán qua, coi như là cường giả kiều thiên cảnh trung kỳ, một khi tấn công chính diện, trùng hợp đụng tới mệnh môn của hắn thì hắn cũng có thể chống lại một, hai mà không đến mức bị thua. Mà một ngón tay của đối phương chẳng những có thể nhẹ nhõm đánh tan mà còn khiến cho sư huynh hắn miệng sùi bọt mép, suýt chút nữa đã mất mạng. Lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua kiều thiên cảnh trung kỳ. Kiều thiên cảnh trung kỳ có 4.800.000 đỉnh cự lực. Vượt qua thì cũng đã nói, đối phương ít nhất đã nắm giữ lực lượng 500 vạn đỉnh trở lên. Có lực lượng tuyệt đối này, cần gì phải tìm chỗ thiếu hụt chứ? Chỉ cần tát tay một cái, ai có thể đỡ nổi đây? Xem ra, đối phương nói dùng một ngón tay thật ra đã cho bọn hắn mặt mũi, cố ý hạ thủ lưu tình. Nếu không, một quyền đập tới mang theo lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể khiến cho Phong sư huynh mất mạng tại chỗ, không có năng lực phản kháng. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Đang khiếp sợ thì hắn lại nghe thấy thanh âm vang lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong sư huynh đã cố nén đau đớn mà mở to hai mắt ra. Mặc dù bị đối phương dùng một ngón tay chỉ vào chỗ thiếu hụt, thế nhưng rất rõ ràng đối phương đã hạ thủ lưu tình, vì vậy thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là luận bàn mà thôi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Đều là danh sư, không cần thiết phải sát sinh chém giết làm gì. Chỉ cần đánh bại là được, cho nên hắn cũng không có hạ sát thủ. Kỳ thật thanh niên kia đoán không sai, nếu hắn quả thật muốn động thủ, bằng vào lực lượng vượt qua 10 triệu đỉnh. Chỉ cần cong ngón búng ra thì sẽ giết chết hắn không sai biệt lắm. Nào còn cần phí thời gian lâu như vậy chứ? Tài nghệ không bằng người, chuyện liên minh coi như không có gì. Giãy giụa đứng dậy, Phong sư huynh cắn răng, xoay người đi ra ngoài. Đường đường là đệ nhất thiên tài Kim Hải đế quốc, ngay cả một ngón tay của đối phương cũng không có chặn lại được. Dù có tiếp tục ở lại nơi này cũng chỉ mất mặt xấu hổ mà thôi. Như vậy còn không bằng lập tức rời đi. Thắng. Tên Phong sư huynh nghiêu bức này ngay cả một ngón tay của Trương sư cũng không có chặn lại được sao. Nhìn thấy đối phương đã rời khỏi, dưới đài xôn xao một hồi. La Tuyền, Tất Giang Hải nhìn nhau, đều cười khổ. Dường như, chênh lệch với đối phương lại lớn hơn nữa. Lúc trước khi ở trong Vạn Quốc Thành, chỉ ít bọn hắn còn có thể đối chiến. Coi như không địch lại, muốn chống lại mấy chiêu vẫn có thể làm được. Mà bây giờ, nếu như thực sự xông tới, nhất định sẽ giống như vị Phong sư huynh này, ngay cả một ngón tay cũng không đỡ nổi. Hợp linh cảnh đỉnh phong. Trương sư, ngươi đã đột phá đến hợp linh cảnh đỉnh phong rồi sao? Hai mắt Hồng sư tỏa sáng, lập tức tiến lên đón. Vừa rồi mặc dù công kích của Trương sư chỉ trong nháy mắt, thế nhưng hắn vẫn nắm bắt được thực lực của đối phương, đã đạt tới hợp linh cảnh đỉnh phong. Trương sư ở trong Vạn Quốc Thành đột phá tới Trọc Thanh Cảnh. Từ đó đến bây giờ chẳng qua mới chỉ có 2-3 tháng, không chỉ đạt đến hợp linh cảnh mà còn đạt đến đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ này có phần quá nhanh a. Một Trọc Thanh Cảnh không biết đã vây khốn biết bao nhiêu người. Mà ngươi không chỉ đột phá, còn một lần tăng lên tròn một cấp bậc lớn. Rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào chứ? Hợp linh cảnh đỉnh phong. Trước đó Trương Huyền ra tay giáo huấn đám người Hàn Lăng. Vốn nghĩ chờ hắn trở về thì lại chiến đấu tiếp một trận. Thế nhưng nghe thấy Hồng Sư nói như thế, tất cả mọi người đều có chút đắc dĩ. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Coi như cắn thuốc thì cũng không đuổi kịp ngươi a hát. Loại tốc độ tiến bộ này, sợ rằng về sau sẽ càng ngày càng xa, khó có thể với tới được nữa. Chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Trương Huyền cười cười, không xoắn suýt trong vấn đề này nữa. Hồng Sư... Có phải mấy học sinh của ta cũng đi cùng các ngươi hay không, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh đã tới nơi này trước với bọn họ. Mọi người đã tới đây an toàn,
cho nên hẳn mấy học sinh của hắn cũng đã tới. Bọn họ, nghe thấy câu hỏi của hắn, Hồng Sư nhìn về phía đám người Phùng Sư, khi nói chuyện lập tức trở nên ấp úng. Bọn họ làm sao vậy? Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền nhíu mày một cái, vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Chương 1249, Hoài Vương Phủ 1. Đám người Trịnh Dương là học sinh thân truyền của hắn, từ Thiên Huyền Vương quốc một đường đi theo tới đây đã trải qua vô số sống chết. Đã sớm xem hắn như là người thân nhất, nếu quả thật xảy ra chuyện gì đó thì hắn cũng không ngại diệt trừ toàn bộ Hồng Viễn đế quốc. Xem như là ông trời thì hắn cũng phải đâm thủng một cái lỗ. Dám gây bất lợi cho bọn họ thì phải thừa nhận lửa giận vô cùng vô tận của bản thân hắn. Trương Sư yên tâm đi, vấn đề an toàn của bọn hắn không cần phải lo lắng. Thấy sắc mặt hắn khó coi, lúc này Hồng Sư mới biết mình nói quanh co sẽ có khả năng dẫn tới hiểu lầm, cho nên hắn vội vàng giải thích. Là Hoài Vương Phủ, hôm qua phái người tới đón bọn họ đi, chúng ta cũng không dám ngăn cản. Mấy người này hắn phụ trách chiếu cố, kết quả, khi Trương Sư trở về lại không thấy tăm hơi bọn họ đâu. Đổi lại là ai gặp chuyện này cũng phải giận dữ. Không có trực tiếp tức giận đã tốt lắm rồi. Hoài Vương Phủ. Trương Huyền nhíu mày một cái. Cái tên này ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua, đón bọn họ làm gì cơ chứ? Ta cũng không biết. Hồng Sư cũng không rõ ràng cho lắm, hắn chần chờ một chút rồi nói. Hoài Vương Ngọc Long Hiên là chú ruột của Hoàng đế Bệ Hạ Hồng Viễn Đế Quốc. Cũng chính là Hoàng Thúc Đương Triều, có thể nói dưới một người trên vạn người, địa vị tôn sùng. Coi như là vị công chúa Ngọc Phi Nhi trước đó chúng ta gặp phải hắn cũng phải chính miệng xưng hô một tiếng, Hiên Gia Gia. Hôm qua đột nhiên phái người tới đây, nhất định muốn đón bọn họ đi qua ở mấy ngày, ta thấy không có ác ý gì, lại là quyền quý đương triều, cho nên mới không có ngăn cản. Tới ở vài ngày, Trương Huyền càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Bản thân hắn và vị Hoài Vương Ngọc Long Hiên này không có giao tình, còn bốn học sinh của hắn. Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Viên Đào, Lưu Dương cũng chỉ có gia thế của Vương Dĩnh là tốt một chút. Chỉ có điều, cũng chỉ là một trong các đại gia tộc của Thiên Huyền Vương Quốc mà thôi. Viên Đào càng là cô nhi, từ nhỏ đã lang thang khắp nơi, làm tán tu trong địa hoàng thành, ngay cả công pháp tu luyện cũng không có a. Trịnh Dương, Lưu Dương cũng không có gì đặc biệt, nhất định không có khả năng làm thân thích với vương gia của đế quốc nhất đẳng. Đã như vậy, vì sao phải đón bọn họ vào ở trong vương phủ cơ chứ? Có phần quá kỳ quái a. Các ngươi đến từ ngày nào? Có phải mấy người bọn hắn đã gây ra họa gì hay không? Trong lòng khẽ động, Trương Huyền lập tức nghĩ đến một việc. Mấy đồ đệ này của hắn, cộng thêm quản gia Tôn Cường, mỗi một người đều là kẻ không biết sợ. Nhất là Tôn Cường, có, Dương Sư, làm chỗ dựa, có thể nói là vô pháp vô thiên, cái gì cũng không để ý, có phải đã chọc cho xảy ra chuyện gì đó, bị Hoài Vương Phủ người ta để mắt tới. Cho nên lúc này mới mượn cớ bắt tới hay không? Buổi sáng ngày hôm qua chúng ta mới đến, vừa đến nơi này, không thể nào gây sự được a hát. Hồng Sư nhíu mày, cẩn thận suy tư chuyện ngày hôm qua. Làm sao không gây sự chứ? Người đã quên ngày hôm qua khi chúng ta vừa tới, còn chưa tìm tới nơi này thì học sinh mập mạp của Trương Sư. Thấy hắn có chút không nghĩ ra, Phùng Sư nói xen vào. Học sinh mập mạp, à, đúng rồi, hôm qua Viên Đào đã giao thủ qua với người khác. Chỉ có điều, đó cũng là việc nhỏ, lại nói, đối phương chỉ là người bình thường, có lẽ không có quan hệ gì với Hoài Vương Phủ a. Hồng Sư sững sờ, cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên lại không nhịn được nói một câu. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Viên Đào gây chuyện, sắc mặt Trương Huyền trở nên tái xanh. Chuyện này kỳ thật không trách Viên Đào, hôm qua chúng ta vừa mới đến nơi đây thì đã xảy ra xung đột với một người dường như là tán tu. Người kia cố ý gây chuyện, cứ muốn tỉ thí với hắn, Viên Đào ra tay dạy dỗ đối phương xong rồi mới dừng lại. Vì vậy mới bị thương, chảy một chút máu. Chỉ là, đối phương cũng cho đan dược chữa thương để đền bù, nhìn trang phục của người kia, giống như là một thương nhân, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện này hay sao? Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Hồng Sư cau mày. Người đối chiến với Viên Đào giống như là một thương nhân bình thường vân du bốn phương, thực lực cũng rất bình thường. Có lẽ không có quan hệ với Hoài Vương Phủ cho nên hắn mới một mực không nhớ ra được. Luận võ, còn bị tổn thương. Hai hàng lông mày của Trương Huyền càng nhíu chặt hơn. Mặc dù đám người Viên Đào, Trịnh Dương không có vô pháp vô thiên, thế nhưng mình không ở bên cạnh thì họ cũng biết thu liếm lại. Lại nói, Viên Đào đã kích hoạt thể chất, lực phòng ngự vô địch.
muốn gây ra tổn thương đổ máu cho hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ, cái gọi là Hoài Vương thực sự có quan hệ với chuyện này hay sao? Nếu như không phải, vì sao bản thân hắn cũng không nhận ra vương gia gì đó mà đối phương lại muốn tìm học sinh của hắn a? Hoài Vương phủ ở đâu? Nghĩ một lát cũng nghĩ không thông, hai hàng lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, Trương Huyền không nhịn được nhìn qua. Trương sư muốn đi Hoài Vương phủ tìm người sao? Một mình ngươi thì nhất định sẽ không được. Hồng sư giật nảy mình, vội vàng xua tay. Hoài Vương là hoàng thúc, phủ đệ tường đồng vách sắt, cao thủ nhiều như mây. Nhất định cường giả thánh cấp cũng có không ít, cứ đi qua như thế, tất nhiên sẽ rất là nguy hiểm. Nói cho ta biết ở đâu. Cắt ngang lời của đối phương, Trương Huyền hừ một tiếng. Mặc dù tu vi và cấp bậc của hắn không bằng Hồng sư, thế nhưng vừa rồi hắn đã chiến thắng vị phong sư huynh kia, lại thêm đủ loại truyền kỳ, tâm cảnh lại siêu nhiên. Cho nên trên người đã mang theo khí tức cường đại, khiến cho người ta không dám chống lại. Đúng. Biết quả thực đối phương muốn đi, ngay cả hắn cũng không có cách nào phản bác được, sắc mặt tái nhợt, Hồng sư không thể làm gì khác hơn là nói một tiếng. Hoài Vương phủ ở cách nơi này không xa, từ Sĩ Tử Hải ra ngoài đi mấy chục cây số là có thể nhìn thấy được. Nói xong hắn chỉ về một phương hướng. Còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng chói tai vang lên ở trên không trung, một đầu tử dực thiên hùng thú to lớn đáp xuống, bàn chân Trương Huyền đạp lên mặt đất, rơi vào trên lưng thú, bắn thẳng về phía mà hắn chỉ. Trương sư. Không nghĩ tới vị Trương sư này có tốc độ nhanh như vậy, thậm chí cũng không thương lượng chút nào mà trực tiếp phóng đi về hướng Hoài Vương phủ, Hồng sư bị dọa đến em mở ức sắc mặt trắng bệch. Hoài Vương là ai chứ? Hoàng thúc đương triều, địa vị cực cao, coi như hoàng đế bệ hạ nhìn thấy hắn cũng phải cúi người chào, không dám vượt qua. Ngươi trực tiếp cưỡi linh thú đi tới, không nói hai lời, một khi chọc giận đối phương sẽ gây ra tai họa không nhỏ a. Chương 1250, Hoài Vương phủ 2. Nhược Hoan, mau theo ta cùng đi tới hoàng cung tìm Ngọc Phi Nhi công chúa, có lẽ chỉ có nàng mới có thể loại bỏ tai họa. Cắn răng, nói một tiếng, sau đó hắn mang theo Nhược Hoan công tử đi ra ngoài. Hiện tại hoàng thân quốc thích duy nhất mà bọn hắn quen biết cũng chỉ có Ngọc Phi Nhi, chỉ hy vọng vị này có thể niệm tình cùng tu luyện ở Hóa Thanh Trì mà giúp Trương sư một lần. Tử Dực Thiên Hùng thú có tốc độ cực nhanh, Trương Huyền đứng ở trên lưng thú, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, không lâu sau, quả nhiên đã nhìn thấy một cái phủ đệ cực lớn. Phủ đệ trang trí vàng son lộng lẫy, rất nhiều hộ vệ người mặc kim giáp, còn chưa tới đến gần thì đã để lộ ra một cỗ khí thế vô địch. Hẳn là nơi này. Đệ tử Dực Thiên Hùng thú dạo chơi ở chung quanh, vừa nghe mệnh lệnh là phải lập tức tới nay. Mà bản thân Trương Huyền thì nhẹ nhàng nhoáng một cái, từ phía trên lưng thú hạ xuống. Hắn cũng không vọt thẳng vào trong phủ đệ của đối phương, dù sao đối phương cũng là hoàng thúc. Dưới tình huống không biết tin tức chính xác về đám người Viên Đào thì hắn cũng không tiện trở mặt. Đáp vào trên đường phố cách bên ngoài phủ đệ mấy trăm mét, đổi một thân trang phục danh sư mới tinh, lúc này hắn mới đi tới. Đi tới gần, lập tức nhìn thấy ngoài cửa lớn của phủ đệ có ba chữ to, Hoài Vương Phủ, lóng lánh kim quang, không biết là do thư họa sư mấy tinh làm ra, tựa như đang sống, không ngừng chạy, tựa như lúc nào cũng sẽ phá không mà ra. Chỉ sợ là tác phẩm của thư họa sư Lục Tinh A. Ánh mắt hắn nheo lại. Có thể khiến cho kiểu chữ như là du long, phong mang tất hiện, chỉ sợ người ghi ba chữ này ít nhất đã đạt đến cấp bậc thư họa sư Lục Tinh. Bốn tên hộ vệ ở trước cửa người mặc khôi giáp màu xanh xám, mỗi một tên đều có khí tức mơ hồ, khiến cho người ta có một loại cảm giác nghiền ép trên phương diện linh hồn. Cương giả hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh. Con người hắn không khỏi co rụt lại. Không nghĩ tới bốn tên hộ vệ trước cửa này cũng đều là cường giả kiều thiên cảnh, thực lực so với hắn còn cao hơn một cấp. Loại cường giả này, ở trong Huyễn Vũ Đế quốc tuyệt đối là đại quan một phương, đi tới đâu cũng đều có thể thống lĩnh vạn quân. Thế mà ở đây chỉ là một tên hộ vệ, Hoài Vương phủ này không phải là mạnh mẽ bình thường a. Khó trách vừa rồi Hồng sư lo lắng như thế, hiện tại xem ra, nơi này coi như không phải đầm rồng hang hổ thì cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là, xem như là đầm rồng hang hổ thì như thế nào cơ chứ? Nếu như đối phương thực sự có can đảm gây bất lợi với đám người Viên Đào, Trịnh Dương, như vậy cho dù là hoàng thất thì hắn cũng dám náo loạn một trận. Cùng lắm thì ném ra hơn 20 đầu khôi lỗi, hơn 20 cường giả thánh vực phòng ngự vô địch, không biết mệt mỏi, lại thêm, ngoan nhân, không biết sâu cạn kia. Cho dù là chỗ lợi hại tới đâu hắn cũng có tự tin xông vào một lần.
Hít sâu một hơi, Trương Huyền đi tới gần hộ vệ. Hoài Vương phủ, người không có phận sự không được tới gần. Thấy hắn đi tới, trường thương trong tay một tên hộ vệ vung lên, miệng khẽ nói. Danh sư Trương Huyền đến đây bái kiến Hoài Vương, mong rằng nhị vị thông báo một tiếng. Mỉm cười, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, tay lấy ra danh thiếp rồi đưa tới. Dưới tình huống không có xác định được mục đích của đối phương, trước tiên vẫn không nên náo loạn a. Danh sư, hộ vệ nghi ngờ nhìn thoáng qua, tiện tay tiếp nhận danh thiếp. Phía trên ghi rất đơn giản, chỉ có danh sư và tên, cũng không có đề lại cấp bậc. Danh sư tứ tinh ở Tổng Vạn Quốc Thành là cấp bậc đỉnh phong, thế nhưng ở trong đế quốc nhất đẳng này, chênh lệch so với đế quốc nhị đẳng tròn hai cấp bậc lớn. Cho nên cũng có chút không đáng để ý. Nếu như hắn viết ra, muốn gặp Hoài Vương, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thậm chí đối phương ngay cả danh thiếp cũng không lấy. Cái này, đưa danh thiếp đưa cho mấy tên hộ vệ khác nhìn một chút, tên hộ vệ này có chút chần chờ nói. Không biết Trương Sư là loại cấp bậc nào, trước đó có quen biết gì với vương gia nhà ta hay không? Có ước định gì không? Đối phương không có ghi cấp bậc cụ thể, bọn họ chỉ là hộ vệ, đành phải tuân theo quy củ hỏi một chút. Vương gia của bọn họ đương nhiên không phải ai mang theo một tấm danh thiếp là có thể gặp được. Tại hạ cũng chưa gặp qua Hoài Vương, chỉ là bằng hữu với Ngọc Phi Nhi công chúa. Cũng là bạn cũ với Mạc Sư Mạc Cao Viễn. Trương Huyền cười cười. Nói ra bản thân là danh sư tứ tinh, nhất định đối phương sẽ không cho vào, như vậy hắn đành phải trợn mắt nói đại khái một chút. Chỉ là, lời hắn nói cũng đúng sự thật, Ngọc Phi Nhi công chúa thì không cần phải nói, đồng sinh cộng tử, xưng hô là bằng hữu cũng không tính là quá trớn. Mạc Cao Viễn trước đó cũng coi như quen biết, được coi là bạn cũ. Bạn cũ của Mạc Sư. Quả nhiên, nghe thấy hắn nói như thế, sắc mặt mấy tên hộ vệ lập tức trở nên nghiêm túc. Mạc Cao Viễn, đường chủ danh sư Đường Hồng Viễn đế quốc, danh sư lục tinh đỉnh phong, dám gọi loại người này là bạn cũ, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là một vị danh sư lục tinh a. Chỉ là, danh sư lục tinh vì sao lại trẻ tuổi như vậy chứ? Trương sư mời tới bên này, chúng ta sẽ đi bẩm báo với vương gia. Trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng cũng không dám thất lễ, hắn vội vàng gọi Trương Huyền tiến vào sân nhỏ nghỉ ngơi. Danh sư thủ đoạn vô cùng, mặc dù vị trước mắt này thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Thế nhưng cũng không thể bảo đảm tuổi tác hắn không nhỏ, dù sao mặc kệ là thật hay là giả, thân là danh sư, cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Thấy đối phương muốn đi bẩm báo vương gia, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, đi theo sau lưng hộ vệ đi vào vương phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1250.